chương 771, huyết dẫn. Nếu mệt mỏi liền nghỉ ngơi một hồi đi. Cơ như tuyết mãn một nhu tình nhìn tào ngụy, trong mắt nói không nên lời đau lòng. Không có việc gì, ngươi cùng tử tâm mau chóng quen thuộc nơi này sinh hoạt, rốt cuộc hai ngươi chính là yêu môn chủ mẫu. Tào ngụy cười khẽ, vuốt trầm nói, sao trời thác mặt sau tinh thành vẫn luôn cũng chưa biến quá, các ngươi liền ở tại nơi đó đi, ta đi trước một chuyến hóa thần hải. Tào ngụy nói xong liền biến mất không thấy, sao trời tháp nội uổng phí truyền đến một tiếng thở dài. Trong hư không, âm thầm ngọc giảng sở chỉ dẫn phương hướng tào ngụy tìm được một chỗ không gian tiết điểm theo cái này không gian tiết điểm tào ngụy thực thuận lợi tiến vào tới rồi một phương kỳ dị tiểu thế giới đúng là hóa thần hải bên này phương xa trời cao thượng truyền đến tư không thắng thanh âm tào ngụy xa độn mà đi thực mau liền ở một ngọn núi đầu tiểu cung điện trước ngừng lại tư không thắng bất đồng dĩ vãng toàn thân chảy xuôi chính thải quan hoa tru tiên quyết làm tư không thắng hiểu được thâm hậu hắn tuy rằng đột phá trước kia gông cùng xiềng xích nhưng vẫn như cũ không có thể bước ra kia một bước trước sau vô pháp thành đế. Ba nghìn châu đạo tắc không cho phép tu sĩ thành đế sao? Tào Ngụy nhíu mày, suy nghĩ bay tán loạn. Thương Lan giới mười đại đế tộc cơ hồ mỗi tộc đều có ít nhất ba gã đế giả, nếu bọn họ dùng bản mạng đế binh mạnh mẽ khấu quan, khi ba nghìn châu chẳng phải là tay trói gà không chặt. Thành đế nói dễ hơn làm. Tư không thắng thở dài nói. Đế giả cần kết hợp này với khí vận, thọ mệnh cùng thiên tề cao, đem trong thiên địa căn nguyên hút vào tự thân trong cơ thể, lấy đạt tới thiên nhân hợp nhất nông nổi chỉ là không biết vì sao, ba nghìn châu tự hồ phát sinh quá biến cố, khí vận đều không còn nữa tồn tại. Ta cùng hỗn độn thể, đều chỉ kém này một bước. Tư không thắng trong đôi mắt một mảnh nghi hoặc, nhìn trời cao lẩm bẩm nói, trời đất này tự hồ bị hủy quá giống nhau. Tào Ngụy trong lòng chấn động, nhớ mày nói, hiện giờ ba nghìn châu không có một người đế giả sao? Này nên như thế nào chống cự dị vực? Tư không thắng lắc lắc đầu, Tào Ngụy không cấm lâm vào trầm tư. Đế quan bên kia ra sao? Tào Ngụy hỏi. Vị vực đại địch khấu quan tần suất càng lúc càng nhanh chỉ là chịu giới hạn trong ba nghìn châu pháp tắc bọn họ đế giả cũng không có ra tay nếu không chúng ta căn bản vô pháp ngăn cản tư không thắng sắc mặt rất khó xem này đã tới rồi bó tay không biện pháp nông nổi thiên địa pháp tắc vì sao sẽ ảnh hưởng giới ngoại sinh linh như vậy nói đến kia chẳng phải là bất luận cái gì sinh linh tiến vào các thế giới khác khi đều sẽ bị bài xích tào ngụy lâm vào trầm tư cao mày tư không thắng như là biết tào ngụy trong lòng suy nghĩ giải thích nói mỗi cái đại thế giới pháp tắc ở chưa hoàn toàn thành hình trước là thập phần bài xích ngoại lai cường giả, một khi đế giả can thiệp pháp tắc tiến hóa, có lẽ sẽ ảnh hưởng lớn thế giới ổn định. Bài xích dị vực đế giả là chư thiên xuất phát từ bản năng. Thì ra là thế. Tào Ngụy như suy tư gì gật gật đầu, nhưng đồng thời Tào Ngụy càng thêm nghi hoặc. Chư thiên vì sao ở một lần nữa xây dựng pháp tắc, chẳng lẽ thật sự như tư không thắng lời nói, từng ở không biết khi nào niên đại bị hủy diệt quá. Tào Ngụy nhịn không được chấn động kinh hãi, đủ để hủy diệt một phương thế giới khủng bố lực lượng một khi một lần nữa buông xuống lại sẽ là cỡ nào đáng sợ việc khi chỉ sợ mới là chân chính vô pháp ngăn trở cần thiết bằng đoạn thời gian tăng lên tu vi đạt tới có thể ứng đối này hết thảy biến cố phát sinh thực lực tào ngụy gắt gao nắm tay theo tu vi tăng lên tào ngụy ngược lại cảm thấy càng thêm vô lực này quả thực thật là đáng sợ đế quan có thể kiên trì bao lâu tào ngụy mở miệng nói nếu không có đế giả ra tay đế quan sẽ không bị phá hai giới chiến trường bên kia có chí tôn một mạch trấn áp tạm thời có thể yên tâm tư không thắng nói tào ngụy thực hoang mang còn có một chút đó chính là thương lan giới đế tộc vì sao một hai phải đánh vỡ đế quan xâm nhập này giới này sau lưng lại có cái gì mục đích có lẽ ngay cả tư không thắng đều không rõ đi hai giới đã từng tất nhiên phát sinh quá đáng sợ đại sự chỉ là đương thời mọi người đã quên đi thương lan giới tu sĩ tuy rằng không biết vì sao phải xâm lấn chư thiên nhưng hiển nhiên bọn họ sớm đã đem chuyện này biến thành suốt đời tu hành mục đích thực đáng sợ tận hết sức lực tu hành chỉ vì phá quan tào ngụy hai mắt hiếp lại chậm rãi ngẩng đầu ta muốn đi đế quan có lẽ ở nơi đó chiến tranh có thể càng tốt mài dũa chính mình tư không thắng sửng sốt lắc đầu nói đế quan tu sĩ đều là tạo hóa tam cảnh tôn giả đi không khác tự sát tạo hóa tam cảnh đó là tiên kiều mệnh cung thọ luân nhưng tào ngụy lại không lo lắng cười nói ta chỉ là muốn lợi dụng cái này phương thức tăng lên tự thân tu vi ta có tự bảo vệ mình chi lực cho dù là tại tiền bối trước mặt, ta cũng có tự tin toàn thân mà lui. Tào Ngụy cười nói. Tư không thắng miệng vừa động, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới, hắn đếp xác không làm gì được Tào Ngụy. Chỉ cần dị vực không tới đế giả, Tào Ngụy liền có thể quay lại tự nhiên. Hảo, ta mang ngươi đi. Tư không thắng mở ra đại điện sau tiểu môn hộ, một tòa dính máu tiểu tế đang hiện lên trước mắt. Cái này truyền tống trận nối thẳng đế quan. Tư không thắng mở ra truyền tống trận, hai người đi vào trong đó, thân ảnh biến mất ở một mảnh bên mông khổng lồ bình nguyên thượng một tòa cùng thiên tề cao khổng lồ cự thành vắt ngang trong thiên địa giống như khổng lồ long mạch giống nhau nhìn không thấy cuối này tòa không biết khi nào sáng tạo mà thành cự thành đó là từ hóa thần hải lịch đại trấn áp đế quan đế quan ngoại bình nguyên đã bị máu tươi nhiễm hồng thổ địa một mảnh màu đỏ đen khi thì truyền đến thô bạo sát khí, giờ phút này quan ngoại lưỡng đạo bóng người đang ở chém giết chư thiên món lòng nhóm còn không mở ra đế quan cung kính ta chờ tiến vào trần truồng lưng trần nam nhân tay cầm màu đen đại rìu mỗi một lần lực phách đều sẽ làm một người khác bạo lùi lại mấy bước. Hắn tục tăng giận mắng, hung hãn, triều lực khai sơn, lệnh chư thiên tên này tu sĩ liên tiếp bại lui. Đều là thọ luân cảnh, ngươi quả thực nhược như con kiến. Đại hán mở miệng, một chân đem người này đá phi, đồng thời triều lớn bay ra, trực tiếp đem người này mổ bụng, liên quan thần hồn đều cùng hủy diệt. Bất quá như vậy, ngày nào đó đế giả buông xuống, ngươi chờ đem lại vô quy hàng cơ hội. Đại hán khiên triều lớn rời đi, biến mất ở huyết sắc bình nguyên thượng, mà đế quan trên tường thành một loại hóa thần hải tu sĩ cắt một mắng tất nứt, giận dữ vô cùng. Này hết thảy đều rơi vào vừa mới đến nơi này Tào Ngụy trong mắt, Tào Ngụy không cấm nhíu mày nói, vì sao không cứu hắn? Tư Không Thắng hai mắt hiếp lại, nói, đế đóng lại trên chiến trường, có được thời cổ chiến trường pháp tắc, từ huyết dẫn lựa chọn đối chiến hai bên, không thể ngỗ nghịch, cũng vô pháp can thiệp. Tư Không Thắng chỉ chỉ phương xa chiếm cứ ở trên chiến trường một cái đầu ngón tay khoan thật nhỏ huyết hà, nói, huyết dẫn lựa chọn người, cái trán nở rộ huyết quang, phàm là tiến vào đế qua người đều có khả năng bị lựa chọn. Tào Ngụy mày nhăn lại, nơi này niên đại quá xa xăm, nơi chốn đều lộ ra quỷ dị. Mà liền ở tư không thắng xoay người nhìn về phía Tào Ngụy khi, cả khuôn mặt đều đen xuống dưới. Bởi vì giờ phút này Tào Ngụy cái trán, một đạo huyết quan đột nhiên phóng lên cao, huyết khí hướng tận trời, cùng dị vực trong đại quân một người tuổi trẻ nam tử cái trán bắn ra huyết quan đang chéo ở bên nhau, kéo dài không tiêu tan. Chương 772, trận chiến đầu tiên. Tại sao lại như vậy? tư không thắng sắc mặt âm trầm vô cùng hắn chỉ là mang tào ngụy xem một chút đế quan quan cảnh thế nhưng trực tiếp bị huyết dẫn lựa chọn tào ngụy vận khí tự hồ cũng quá kém đi cảm giác được cái tráng sinh ra nóng cháy tào ngụy đáy lòng cũng hiểu rõ lại đây xoay người nhìn về phía tư không thắng mở miệng nói tiền bối đừng lo nếu huyết dẫn từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại khi nó sở lựa chọn đối tượng tự nhiên sẽ không kém quá nhiều tào ngụy cũng không lo lắng cùng giai tu sĩ dù cho là ở hoàng chỉnh thiên địa pháp tắc hạ tu luyện tu sĩ tào ngụy cũng không sợ Thương Lan giới hành trình Tào Ngụy đã một lần nữa đắp nặng tự thân nói quả, cũng coi như là bước đầu hoàn thiện. Tào Ngụy nhảy xuống, tư không thắng không thể không mở ra đế giam lại chế, phóng Tào Ngụy tiến vào đế quan hạ. Giờ phút này, dị vực trong đại quân kia đạo bạch y nam tử cũng phi thân mà ra, nhưng ở nhìn đến Tào Ngụy khi nhìn không được đồng tử hơi co lại. Là ngươi. Tào Ngụy nghi hoặc nhìn người này, nói, ngươi nhận được ta. Hừ. Ngươi đem ta đường đệ đến nỗi nơi nào. Tào Ngụy nháy mắt hiểu ra, cười lạnh nói, ngươi là nói đốt thiên. Hiện giờ đã sớm chết thẳng cẳng. Tào Ngụy vẫn chưa nói dối, đem đốt thiên trấn áp ở tinh thần giới sau, vốn định mượn đốt thiên chi khẩu hiểu biết một chút đốt tộc, lại không nghĩ rằng ở tiến vào tử linh hồ khi bị kia cổ hủ bại hơi thở luyện hóa cái sạch sẽ, hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Đến nỗi tinh thần giới nội mặt khác đồ vật nhưng thật ra không việc gì. Tào Ngụy phỏng chừng là tử linh hồ đối đốt tộc cũng không cảm mạo. Làm càng. Nếu như thế, hôm nay ta liền làm ngươi muốn chết không thể đốt tẩn ra tay, tiên kiều cảnh uy năng hoàn toàn bùng nổ, lệnh đế đóng lại mọi người trái tim run rẩy. Huyết dẫn lựa chọn tuy rằng không hề quy tắc đáng nói, nhưng tổng thể tới nói cũng không sẽ ở tu vi thường xuất hiện quá lớn trên lệch, nhưng tạo hóa tam cảnh đối tôn giả, này còn như thế nào thắng? Dị vực bên kia đã có rất nhiều người nở nụ cười, bọn họ sớm đã xem thấu tào ngụy tu vi, chẳng qua trừ bỏ đế tộc dòng chính, những người khác cũng không nhận được tào ngụy, cũng không biết tào ngụy cùng vùng cấm chi gian quan hệ. Tư không thắng hai mắt hơi mở, cẩn thận hồi tưởng tào ngụy nói qua nói sau không cấm lộ ra chờ mong chi sắc đối hóa thần hải một chúng tu sĩ nói huyết dẫn lựa chọn sẽ không làm lỗi từ xưa đến nay một lần cũng không phát sinh quá sở dĩ như thế chỉ sợ là huyết dẫn cho rằng tào ngụy tiên tôn tu vi có được cùng đốt tộc tuổi trẻ tu sĩ ngang nhau chiến lực vượt cấp chiến đấu thực lực sao rất nhiều người đột nhiên kích động lên bọn họ hàng năm trấn thủ đế quan đối ba nghìn châu sự một mực không biết tự nhiên không biết còn có tào ngụy bậc này nghịch thiên tồn tại bọn họ trong lòng cũng hiện ra nào đó mong đợi khẩn trương nhìn chiến trường đốt tẩn phóng thích tiên kiều y năng hơi thở không ai sánh bằng nóng cháy màu tím ngọn lửa lệnh người sắc mặt nóng lên tàu ngụy hừ lạnh một tiếng tùy tay vung lên tràn ra chính màu linh lực đem đốt tẩn khí tràn ngăn cách sắc mặt cũng ngưng trọng lên cùng đốt thiên bất đồng hắn cái này ca thực lực rõ ràng càng cường hơn nữa đốt tộc huyết mạch chi lực là hòa hợp bọn họ ngọn lửa bên trong rất khó nhìn trộm ta đã muốn nhìn tử linh hồ đến tộc cùng ở chơi cái gì xiết hôm nay đem ngươi tù hạ trở về lại cùng tử linh hồ thảo cái cách nói đốt tẩn phi thân mà ra cả người giống như thiêu đốt màu tím ngọn lửa tử dương giống nhau lóa mắt trên chiến trường vết máu bị bốc hơi không gian đều nhân loại này nóng cháy mà trở nên vặn vẹo lên ngay cả đế đóng lại tu vi không cao giả đều cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô này đốt tẩn huyết mạch chi lực cực thuần là đế giả trực hệ tiếng viên bay lên không tàu ngụy lại là cười lạnh một tiếng ngươi thích nhiệt đúng không cửu u diễm tàu ngụy hừ lạnh một tiếng tay phải bỗng nhiên bay lên ra một đoàn quỷ dị màu đen ngọn lửa ngay sau đó trải rộng toàn thân, đem tào ngụy toàn bộ bao phủ lên. Chỉ là ở cửu u diễm xuất hiện lúc sau, lại không có xuất hiện như tiếng viêm giống nhau cực nóng, cửu u diễm trung mang theo một loại âm hàng chi khí, rõ ràng là hỏa, lại làm chung quanh độ ấm đột nhiên giảm xuống. Loại này lạnh băng trung, tràn ngập tử vong hơi thở. Cửu u diễm nguyên bản chỉ là cửu châu mười hoàng chi nhất cửu u thần hoàng thiên mệnh, nhưng nó chân chính lai lịch ngay cả tào ngụy đều không rõ ràng lắm. Bất quá theo tự thân tu vi tăng lên, cửu u diễm cũng đang không ngừng tăng cường, liền giống như tru tiên kiếm giống nhau, tự hồ không có hạn mức cao nhất. Lạnh băng màu đen ngọn lửa thực mau liền bao trùm toàn bộ chiến trường, Đốt Tẩn sắc mặt không quá đẹp, hắn liễm đi cực nóng, lấy ngọn lửa ngưng tụ ra một cái màu tím ro dài, hướng tới tàu Ngụy bỗng nhiên trừ tới. Nữ nhân binh khí. Tàu Ngụy trong đôi mắt kim mang nhẹ nhẹ chớp động, xuyên thấu qua tầng tầng màu tím ngọn lửa thế nhưng thấy được Đốt Tẩn ngực một quả mồi lửa. Này cái mồi lửa tràn ngập mãnh liệt sinh mệnh lực, thả mang theo cổ xưa hơi thở. Đó là Đốt Tẩn căn nguyên chi hỏa cùng dị vực trận chiến đầu tiên, Tào Ngụy cần thiết làm được mau mà tàn nhẫn. Hảo hảo sát một sát dị vực tu sĩ uy phong. Ít nhất đối đốt tộc một mạch, Tào Ngụy sẽ không thủ hạ lưu tình. Đế tộc tuổi trẻ đại nhân đúng không? Ta muốn ngươi nhớ kỹ, có chút người là ngươi vĩnh viễn đều không thể trêu vào, dù cho có được đế tộc huyết mạch, một ít người cũng là ngươi nhìn lên tồn tại. Tào Ngụy giận mắng ra tiếng, thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau xung phong liều chết mà ra, cửu u diễm bao vây ở hắn tay phải thượng màu đen nắm tay lạnh băng làm cho người ta sợ hãi nháy mắt xuất hiện ở đốt tẩn trước người. Thật nhanh tốc độ. Dị vực trong đại quân truyền đến một tiếng kinh ngạc cảm thán, nhưng thực mau này thanh kinh ngạc cảm thán đã bị gầm lên bao phủ. Đừng vội quát tháo. Đốt tộc tu sĩ phi thân mà ra, muốn ngăn cản giữa sân phát sinh một màn, lại bỗng nhiên kinh tủng đứng ở tại chỗ, phương xa huyết dẫn tản ra quỷ dị huyết quang, mang theo hủy diệt hơi thở quanh quẩn tại đây người quanh thân. Khi thình lình xảy ra tử vong cảm làm hắn im như ve sầu mùa đông, chút nào không dám lại vượt lôi trì một bước. Ngươi! đốt tẩn hô hấp đột nhiên gia tốc sắc mặt xanh mét nhìn ở màu tím ngọn lửa hạ không chịu bất luận cái gì thương thế tào ngụy ngay cả tào ngụy chính mình cũng kinh tới rồi cửu u diễm bảo vệ tự thân khi tự hồ không sợ bất luận cái gì ngọn lửa vừa lúc tào ngụy nắm tay hung hăng rơi xuống tinh chuẩn dừng ở đốt tẩn ngực trực tiếp xuyên thủng qua đi một viên thiêu đốt màu tím ngọn lửa trái tim bị tào ngụy một phen rút ra đốt tẩn cả người giống như tiết khí khí cầu giống nhau uể oải xuống dưới đốt tẩn thân thể ầm ầm tạc nứt hóa thành đầy trời màu tím ngọn lửa bay múa, mà kia trái tim thượng lại truyền đến một tiếng gầm lên. Tào Ngụy, hôm nay ngươi dám giết ta, ta đốt tộc định đem tử linh hồ dảo cái long trời lỡ đất. Ha hả? Tào Ngụy cười lạnh nói, có gì không dám? Đốt tẩn không lưu cũng thế, dị vực đế tộc sự biết quá nhiều cũng không bằng tăng lên thực lực của chính mình, yêu hoàng tộc, đệ tộc bất đồng với mặt khác tám tộc, đối những người này xuống tay, Tào Ngụy trong lòng một chút gánh nặng đều không có. Tào Ngụy vừa dứt lời, một cổ tử vong chi cảm giác tức khắc nảy lên đốt tẩn trong lòng, khi chỉ thiêu đốt màu đen ngọn lửa bàn tay to bỗng nhiên nắm hạ, liên quan đốt tẩn thần hồn cùng với tiếng hỏa căn nguyên cùng hóa thành yên phấn, hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Trống. Đế đóng lại truyền đến một mảnh hưng phấn gầm rú, bọn họ áp lực lâu lắm lâu lắm, đã thật lâu không có xuất hiện giống tào ngụy như vậy bẻ gãy nghiền nát trấn sát dị vực đại địch trường hợp. Chương 773, 7 cái. Cùng đế quan trên thành lâu hưng phấn bất đồng, dị vực trong đại quân một mảnh tĩnh mịch, vô luận là đốt tộc vẫn là mặt khác đế tộc, mỗi người đỉnh đầu đều bao phủ một tầng kéo dài không tiêu tan u ám. Đế quan chiến trường vốn là đế tộc tuổi trẻ đại nhân thí luyện trường, là bọn họ dùng để tăng lên thực lực mài vũ nơi, hiện giờ thế nhưng bị một người tuổi trẻ hậu bối đương trường giết chết. Đế tộc uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Tào Ngụy lạnh lùng nhìn mắt dị vực đại quân, xoay người vừa muốn hồi đế quan, nhưng ngay sau đó tất cả mọi người dạy ra ở. Tào Ngụy trên trán lại lần nữa vọt lên huyết quang, phương xa uống lượng huyết dẫn lại lần nữa kích phát, thế nhưng lại một lần lựa chọn tàu ngụy Cùng chi đối ứng, còn lại là dị vực trong đại quân một khác danh người trẻ tuổi. Hắn ánh mắt âm trầm, trong mắt thiêu đốt màu xanh lục ngọn lửa, tà mị không thôi. Huyết dẫn chưa bao giờ như thế quá, đây là làm sao vậy? Lựa chọn cùng người hai lần. Tư không thắng ánh mắt lập lòe, nhìn chầm chầm bay vào chiến trường toàn thân đằng nổi lên màu xanh lục ngọn lửa bóng người trong lòng lại vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Người này tuy rằng cũng là tiên kiều cảnh, nhưng cùng phía trước tiếng hỏa nam tử cảnh giới không phân cao thấp tàu ngụy trước một trận chiến tiêu hao không lớn nói vậy đủ để ứng phó chỉ là huyết dẫn đột phát biến cố làm người không thể không trầm tư cũng thế hôm nay liền cho các ngươi đốt tộc hoàn toàn xuất huyết nhiều tàu ngụy xoay người nhìn về phía lục hỏa nam tử hai mắt hiếp lại tản ra lạnh băng sát khí nếu toàn bộ đốt tộc tuổi trẻ một thế hệ đều tới nơi này ta không ngại chặt đứt các ngươi này một thế hệ lời này vừa nói ra dị vật trong đại quân tức khắc sinh ra một mảnh sát khí kiêu ngạo, cuồng vọng. Ngươi biết đứng ở ngươi đối diện người kia là cỡ nào thân phận. Đường đường đế tộc, há dung người khác kinh thường. U châm, không cần giết hắn, đem hắn thần hồn cầm tù mà xuống, ta muốn người này sống không bằng chết, tận mắt nhìn thấy đế quan bị phá ngày đó. Đốc tộc trưởng bối phát ra tiếng, giận không thể ác. Là. U châm lạnh lùng theo tiếng, duỗi tay một xả, trên người màu xanh lục ngọn lửa nháy mắt ở này lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một thanh lục hỏa trường kiếm, kiếm âm đua tiếng, kiếm khí đảo qua toàn bộ chiến trường, làm người đáy lòng trầm xuống. U châm kiếm đạo tạo nghệ quá sâu, đế đóng lại tu sĩ không cấm an tĩnh xuống dưới, nhíu mày quan vọng. Nhất kiếm sát chi. Tào Ngụy nhẹ ngữ, ánh mắt đột nhiên biến đổi, hóa thành chính màu lưu ly quang, bắn ra đồng tử ba tất có thừa, cùng lúc đó, tư không thắng nhịn không được trong lòng lột bột một tiếng, cắt gao nhìn chằm chằm Tào Ngụy trong tay trường kiếm. Tản ra lưu ly thần quang chính màu thần kiếm, đúng là thần nữ đại đế đế binh, Chu Tiên kiếm. Tuy rằng tư không thắng đã sớm biết Chu Tiên kiếm nhận chủ Tào Ngụy, nhưng tận mắt nhìn thấy chấn động vẫn là viễn siêu tưởng tượng. Chu tiên kiếm người này không thể liền. Dị vực đại quân chỗ sâu trong, một người ngồi ở màu đen trên xe ngựa hắc ảnh chậm rãi mở hai mắt, hướng tới chiến trường nhìn lại, Chu tiên kiếm xuất hiện nháy mắt, thế nhưng trực tiếp đánh vỡ u châm ngưng tụ kiếm ý, khi chờ bẻ gãy nghiền nát chi lực, không phải hắn căng nguyên ngọn lửa có thể so sánh. Rốt cuộc Chu tiên kiếm chính là đế binh. Lấy lấy đế binh đối địch, tính cái gì anh hùng hảo hán. U châm có điểm luống cuốn, này Nima chính là thật sự đế binh, lại còn có từng nhiễm quá vô số đế huyết hung khí, hắn như thế nào không sợ. Lão tử có đế binh không cần bạch không cần, có loại ngươi cũng cùng trưởng bối nhà ngươi muốn đi. Tào Ngụy lộ ra một bộ ngươi có thể đem ta sao tích biểu tình, nếu không phải trận hình tương đồng, tư không thắng đều tưởng cho hắn hai bàn tay, thật sự là quá tiện. Kiếm quyết, tinh diệt. Tào Ngụy dơ lên cao tru tiên kiếm, đóng u châm nhất kiếm chém tới, đột nhiên ảm đạm xuống dưới không trung cùng đỏ sậm đại địa lẫn nhau làm nổi bật, cảnh tượng khủng bố như địa ngục giống nhau đầy trời sao trời quang hoa nhỏ dọc, hội tụ với tu tiên kiếm mũi kiếm một đạo chính màu kiếm quang đột nhiên nổ bắn ra mà ra xuyên thủng thiên nhật chiếu sáng này phương tiểu bầu trời đêm u châm khuynh tẩn toàn thân lực lượng thiêu đốt căn nguyên chi hỏa cấu tạo ngọn lửa tấm trắng nháy mắt bị phá kiếm quang đâm thủng u châm trái tim nháy mắt động giết hắn thần hồn thật sự nhất kiếm chém giết bầu trời đêm biến mất tào ngụy cầm kiếm lập với trên chiến trường hai tràng vượt cấp chiến đấu sau hắn một thân bạch y như cũ không dính bụi trần thật giống như tùy tay chém giết hai chỉ không chớp mắt con kiến giống nhau. Nghiền áp lực lượng làm dị vực không khí trầm thấp vô cùng, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Tào Ngụy. Nếu không phải huyết dẫn hạn chế, chỉ sợ đốt tộc lão bất tử đều phải xung phong liều chết ra tới. Đế binh nơi tay, đừng nói tiên kiều cảnh, liền tính là thọ luân cảnh đại năng cũng chưa nắm chắc bắt lấy Tào Ngụy, kia chính là ẩn chứa đế phương pháp tắc thần binh. Đế giả sở dĩ vì đế, chính là có được bất đồng khắp thiên hạ tu sĩ độc đáo pháp tắc, cùng thiên địa cùng tồn tại địa vị, không phải bình thường tu sĩ có thể lay động. Dị vực đại quân một mảnh tĩnh mịch, những người này ngay cả phẫn nộ cảm xúc đều biến mất, để binh trước mặt vạn vật về linh, căn bản không có khả năng chiến thắng. Mà làm người giật mình chính là, một người tôn giả thế nhưng có thể phát huy tru tiên kiếm lực lượng thật sự là quá lệnh người không thể tưởng tượng. Đế tộc liền chút thực lực ấy. Vẫn là chạy nhanh về nhà đi thôi, quá mất mặt xấu hổ. Tào Ngụy thu đi tru tiên kiếm, xoay người liền phải trở về, trải qua này hai tràng chiến đấu tào ngụy đối thực lực của chính mình cũng có một cái mơ hồ nhận tri đối phó dị vực tu sĩ ở không mượn dùng tru tiên kiếm dưới tình huống đủ để dùng lực mệnh cung đỉnh bởi vì tự thân mượn dị vực hoàn chỉnh đại đạo rèn luyện tu vi duyên cớ làm chính mình sức chiến đấu so với cùng giai cường không ngừng nhỏ tí tẹo cái này chênh lệch quá lớn thế cho nên làm tào ngụy có tự tin cùng chư thiên thọ luân cảnh chiến đấu một vài đây là vô khuyết đại đạo cùng tàn phá đạo tắc hạ tu sĩ bất đồng chênh lệch quá lớn tào ngụy vừa mới xoay người đi ra còn không có hai bước, lại đột nhiên thần sắc cổ quái sờ sờ cái tráng. Khi biến mất huyết quang lần nữa xuất hiện, so với thượng một lần càng thêm đỏ tươi, đều mau tích xuất huyết tới. Lại tới. Tư không thắng hoàn toàn hỗn độn, hôm nay huyết dẫn tới đế sao lại thế này. Chẳng lẽ Tào Ngụy không thua một hồi liền không cho Tào Ngụy rời đi. Đế đóng lại tu sĩ đều trầm mặt, nhưng thực mau, loại này trầm mặt bị một tiếng, ngọa Tào, đánh vỡ. Ngọa Tào. Ta không nhìn lầm đi. Thất thức cá nhân, tư không thắng nhìn dị vực đại quân khóe miệng một trận run rẩy khi phiến hắc ảnh hạ bốc lên dựng lên huyết quang ước chừng có bảy đạo trái lại dị vực tu sĩ còn lại là một đám mặt như xương đánh khó coi không được huyết dẫn làm một giới khí vận tụ hợp từ xưa đều vì đế quan chiến trường lựa chọn ngang nhau trình độ tu sĩ đối địch mục đích đúng là tận lực giảm bớt thương vong làm hai giới thiên kiêu không đến mức bởi vì chiến tranh điêu tàn quá nhiều đây là thiên đạo nhân từ nhưng liền ở hôm nay dị vực cảm thấy trên mặt nóng rác cảm thấy thẹn luôn luôn vân chịu công chính huyết dẫn, hôm nay thế nhưng yêu cầu dị vực phái ra bảy tên tiên kiều tu sĩ, tới đối kháng ba nghìn châu một người tiên tôn tu sĩ. Chưa từng nghe thấy. Đừng nói tiên tôn lấy một địch bảy, chính là cùng giai cũng là hẳn phải chết chi cục, càng đừng nói là bảy tên tiên kiều. Huyết dẫn giống như là ở trào phúng dị vực kỹ không bằng người giống nhau. Không tiếc bất luận cái gì đại giới giết tào ngụy. Vùng cấm bên kia ta chờ đều có biện pháp. Trên xe ngựa hắc ảnh khí đầy mặt giữ tận run rẩy, theo hắn một tiếng cầm lên, kia bảy đạo bóng người sôi nổi bay ra, rơi vào chiến trường, đem tàu ngụy bao quanh vây quanh. Chương 774, để gãy nghiền nát. Lấy một địch bảy. Tư không thắng sắc mặt có điểm khó coi, dù cho tàu ngụy có đế binh nơi tay, chỉ sợ cũng khó có thể viết lại kết cục. Bảy tên đốt tộc tuổi trẻ tu sĩ các thiêu đốt bất đồng sắc thái ngọn lửa, đem tàu ngụy vây quanh lúc sau trực tiếp phong tỏa này phương thiên địa, đem tàu ngụy nhưng hoạt động khu vực đại biên độ giảm bớt. Có thể nói là bắt ba ba trong rọ, Bọn họ bảy người tuy rằng kinh thường với người nhiều khi dễ ít người, nhưng ai làm tàu ngụy có đế binh. Người trước gian lận, chúng ta người nhiều có cái gì vấn đề? Thật đúng là cho ta mặt mũi. Tàu ngụy nhìn chung quanh một vòng, mất đi chi khí phát ra mà ra, không gian hắc động cũng ẩn ẩn hiện lên. Tàu ngụy nhìn mắt này bảy người sau lại nhìn phía dị vực đại quân, chuyên chúc đốt tộc khu vực đã không có giống giữa sân bảy người giống nhau tuổi tu sĩ. Lúc này đây đến đế quan sở hữu đốt tộc trẻ tuổi, đã tất cả tại đây. Thân hãm nhà tù cũng dám đông tưởng tây tưởng không biết sống chết. Tào Ngụy đạm nhiên tư thái chọc giận bảy người, bọn họ nháy mắt ra tay, không lưu tình chút nào, từ các góc độ hướng về phía Tào Ngụy oanh sát mà đi, đầy trời ngọn lửa bạo trướng, nháy mắt đem Tào Ngụy nơi địa phương bao phủ. Khủng bố lực lượng làm hư không rung rẩy lên, nếu không phải hai giới tương giao nơi thiên địa càng thêm củng cố, chỉ là này một cái liền đủ để đánh vỡ hư không. Đế đóng lại mọi người một lòng đều nhắc tới cổ họng, nhìn không chớp mắt nhìn chầm chầm khói thuốc súng tan đi nơi sân. Nhưng mà liền ở Tào Ngụy xuất hiện một cái chớp mắt, mọi người nhịn không được hít hà một hơi. Khi bộ dáng thật sự là quá thảm. Tào Ngụy Bạch y tạc nứt, toàn thân máu tươi giàn dụa, thương tập toàn thân. Tư Không Thắng đáy lòng trầm xuống, không phải Tào Ngụy quá yếu, mà là đối phương hoàn toàn khóa cứng này phương không gian, Tào Ngụy chính là muốn tránh tránh cũng không chỗ có thể trốn. Cái gì vùng cấm truyền nhân, liền tính cho ngươi tru tiên kiếm lại như thế nào? Ở ta đốt tộc thiên kiêu thủ hạ, chung quy là khó thoát vừa chết. Nhưng mà liền ở dị vực tu sĩ kiêu ngạo cười to là lúc, Tào Ngụy đột nhiên ngẩng đầu cười. Khi tươi cười âm trầm làm cho người ta sợ hãi, mang theo một tiếng nói nhỏ truyền ra, lệnh tất cả mọi người dạy ra một lát. Này thân thể thừa nhận năng lực vẫn là không quá hành, xem ra ngày sau phải nghĩ biện pháp luyện một ít thể thuật. Tào Ngụy lẩm bẩm tự nói làm đốt tộc bảy người sắc mặt khó coi. Ngươi trang cái gì trang? Bị thương. Tru sát ngươi. Bảy người lần nữa đánh tới, muốn thừa dịp Tào Ngụy trọng thương khoảnh khắc diệt sát Tào Ngụy. Nhưng mà liền ở bọn họ vây công là lúc, mỗi người trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, bởi vì ở mắt thường có thể thấy được hạ tào ngụy bên ngoài thân vết thương thế nhưng ở cấp tốc khôi phục cùng với lấp lánh vô số ánh sao tào ngụy cường thế chỉ chớp mắt liền phục hồi như cũ thật đáng sợ thể chất tư không thắng hai mắt hiếp lại đối tào ngụy thực lực lại một lần một lần nữa đánh giá nguyên lai tào ngụy sở dĩ không có trốn tránh là bởi vì hắn ở thử thân thể cường độ có thể thừa nhận rất mạnh công kích tư không thắng không cấm thở dài một tiếng tào ngụy thật là thật lớn tâm a này đều dám làm người sắp chết là các ngươi Cường thế phục hồi như của một cái chớp mắt, Tào Ngụy thân ảnh đột nhiên biến mất, hắn thân hình trống rỗng không thấy, nhưng bảy người đỉnh đầu lại nháy mắt che kín u ám. Âm trầm tiếng sấm lệnh người ngực nặng nề, một cổ lệnh người bất an hơi thở ở trên chiến trường lưu chuyển. Mất đi Tào Ngụy hơi thở, bảy người nháy mắt kéo ra khoảng cách, lạnh lùng nhìn chằm chằm đỉnh đầu u ám, tiếp theo nháy mắt, một trương lạnh lùng không mang theo có cảm tình gương mặt chợt xuất hiện. Tào Ngụy đứng ở u ám hạ, lôi quang khi thì hiện ra, làm nổi bật Tào Ngụy giống như lôi thần giống nhau. Thần phạt tào ngụy năm ngón tay triều hạ bỗng nhiên ám hạ cùng với từng đợt thật lớn nổ vang vô số lôi quan đột nhiên tự u ám trung nổ bắn ra mà xuống thùng nước thô màu bạc lôi quan giống như chân lông giống nhau nháy mắt ở bảy người thân thể thượng nổ vang thiên địa hủy diệt hơi thở làm bảy người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy một đám giống như các đứt quan hệ diều giống nhau bay ngược đi ra ngoài lôi quan không ngừng lập lòe này phiến chiến trường giống như lôi hải dương giống nhau đem bảy người bao phủ trong đó cử thế toàn tịch tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn giữa sân đại thiên hành pháp tào ngụy khiếp sợ miệng đều khép không được khi bảy tên đốt tộc tu sĩ hơi thở ở lôi quan hạ dần dần biến mất liền tra đều không mang theo lưu một chút hồi lâu lúc sau u ám tan đi tàu ngụy chậm rãi rơi xuống đất một bên ninh thủ đoạn một bên hướng tới trên mặt đất ngày quán cho tàn đi đến nhìn không được tắt lưỡi nói thật là trang bức tao sét đánh đế tộc có gì ghê gớm ở thiên địa thần phạt trước mặt quả thực bất kham một kích lời này vừa nói ra tất cả mọi người đáy lòng rung lên ở tàu ngụy triệu hoáng lôi trung tất cả mọi người cảm thấy một cổ hủy diệt hơi thở đó là tầm thường lôi pháp không cụ bị đồ vật, kia cổ hơi thở, chỉ có ở độ kiếp lôi kiếp hạ mới có. Chỉ là thế gian này, thật sự có người có thể khống chế lôi kiếp, đại thiên hành pháp. Này không khỏi cũng quá khủng bố đi. Tào Ngụy thực lực chẳng những trấn trụ dị vực, ngay cả đế đóng lại tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau, không nói một lời. Lấy một địch bảy cường thế trấn sát bảy người, dị vực hoàn toàn trầm mặt, mỗi người sắc mặt đều rất khó xem, tiên tôn cảnh Tào Ngụy liền có như vậy thực lực, khi nếu hắn ngày sau hoàn toàn trưởng thành lên, quả thực chính là trong lòng họa lớn. Trên xe ngựa hắc ảnh sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng mà liền ở hắn sắp bùng nổ là lúc, hắn ánh mắt đột nhiên biến đổi, chủ mi nhìn về phía trong tay ngọc giản. Qua hồi lâu, hắc ảnh lúc này mới lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lạnh lùng nhìn mắt tàu ngụy sau, mở miệng nói, triệt binh. Đối với vị đại nhân này mệnh lệnh không người dám ngỗ nghịch, toàn bộ dị vực đại quân tới mau đi cũng mau, ngắn ngủn mấy phút thời gian liền biến mất ở đế quan cuối, đen nhánh trên chiến trường nháy mắt trở nên rộng lớn lên, mà kia uống lượng huyết dẫn, giờ phút này cũng ảm đạm xuống dưới, huyết quan nội liễm, trên đời này thiếu một ít đồ vật. Thắng. Đế quan rốt cuộc sôi trào lên, tư không thắng cũng là vẻ mặt ý cười mở ra cấm chế đại trận, đem tàu ngụy mang về đế quan. Một trận chiến này, làm không khí trầm thấp đế quan lần nữa phóng xuất ra sức sống, áp lực hơi thở rốt cuộc biến mất, mỗi người đều giống nên đón anh hùng giống nhau nhìn tàu ngụy. Chỉ có tư không thắng trước mắt sầu khổ. Tiền bối có chuyện muốn nói. Tàu ngụy nghi hoặc nói. Tư không thắng hai mắt lập lòe, mở miệng nói, Khuyết dẫn dị biến, dị vực rút đi, ta cảm thấy ta sau lưng khả năng sẽ có đại sự phát sinh. Tư không thắng trong lòng kỳ thật cũng có nhiều hơn nghi hoặc, như là dị vực tu sĩ thế nhưng xưng hô Tào Ngụy vì vùng cấm truyền nhân, những người đó tự hồ nhận được lần đầu tiên tới đế quan Tào Ngụy. Tào Ngụy biến mất kia một năm rốt cuộc ở nơi nào đang làm cái gì, Tư không thắng cũng không rõ ràng, hắn biết, Tào Ngụy là chư thiên nhân, hắn thủ hạ có yêu môn, vĩnh viễn đều không thể phát sinh hắn sở lo lắng sự tình. Chẳng qua dị vực rút đi thật sự là quá kỳ quái lấy bọn họ tính tình chưa bao giờ sẽ ở trên chiến trường có hại, có thể làm những người này rút đi nguyên nhân chỉ có một, đó chính là trong tộc đế giả triệu hoán. Tào Ngụy thần sắc ngưng trọng, vừa muốn nói gì, lại nhìn đến đế quan ngoại trên chiến trường không đột nhiên truyền đến một cổ khủng bố hơi thở, một người hơi thở cường đại sinh linh ở dị vực đại quân rút đi sau không lâu, lại một lần buông xuống đế đóng. Chương 775, hai giới chi chiến nguyên nhân. Khi đạo nhân ảnh một khi xuất hiện, đế đóng lại mọi người không cấm ngưng thần nhìn lại, cùng đốt tộc đại quân bất đồng, này hiển nhiên là một khắc danh đế tộc tu sĩ. Tư không thắng sắc mặt không quá đẹp, người này thực lực cùng hắn so sánh với phía trên không dưới. Tào Ngụy xuất hiện vừa thấy. Người nọ mở miệng, thần sắc ngưng trọng, sóng âm truyền vào cấm chế đại trận, mang theo một tia kỳ dị hơi thở rơi vào Tào Ngụy trong tai. Tào Ngụy tức khắc hai mắt hiếp lại, nhận ra người này lai lịch. Yêu hoàng tộc tu sĩ, hắn như thế nào biết ta ở chỗ này? Tào Ngụy đáy lòng nghi hoặc, nhưng nếu yêu hoàng tộc tới rồi nơi đây tìm chính mình, tất nhiên là dị vực đã xảy ra đại sự, không thể không coi trọng. Tiền bối, ta từng cơ duyên xảo hợp tiến vào quá dị vực, mười đại đế trong tộc yêu hoàng tộc cùng đệ tộc cũng không tham dự hai giới chi chiến, người này là yêu hoàng tộc tu sĩ, ta cùng bọn họ có duyên, còn thỉnh mở ra cấm chế đại trận, ta đi ra ngoài một tự. Tào Ngụy đối tư không thắng truyền âm, người sau tức khắc vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Hắn là thọ luân đỉnh tu sĩ, ta bồi ngươi cùng đi thôi. Tư không thắng lo lắng Tào Ngụy phát sinh bất trắc, kia đối chư thiên mà nói tổn thất quá lớn, không cần. Nhưng mà Tào Ngụy lại cự tuyệt. Tư không thắng do dự thật lâu, thấy Tào Ngụy ánh mắt kiên định sau không cấm một tiếng thở dài, mở ra cấm chế đại trận. Tào Ngụy rơi vào chiến trường bên trong, tên kia yêu hoàng tộc tu sĩ bước nhanh tiến lên, duỗi tay vung lên trực tiếp mở ra kết giới, đem hai người giấu trong đó, người ngoài vô pháp nghe được hai người nói chuyện với nhau. Tiền bối như thế sốt ruột tìm ta, là vì chuyện gì? Tào Ngụy nói. Người này vẻ mặt ngưng trọng, nói, trong tộc đế giả làm ta nói cho ngươi, dị vực đế tộc có biến, sở hữu đế giả đều đã chịu thần bí triệu hoán, đem cùng ba ngày sau đi trước một chỗ thần bí nơi, tìm một vật. Bao gồm đệ tộc cùng tộc của ta đế giả đều đã chịu triệu hoán, tạm thời chỉ biết sở hữu đế giả đều phải rời đi dị vực, đến nỗi đi nơi nào tạm thời không biết, bất quá. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, sự tình quan trọng đại, tộc của ta đế giả phát hiện ta giới sở dĩ muốn khấu phá đế quan nguyên nhân. Tào Ngụy thần sắc khẽ biến, từ xưa đến nay mọi người chỉ biết thương lan giới vĩnh viễn khấu quan, lại không biết duyên cớ, dựa theo thương lan giới tu sĩ lời nói, ba nghìn châu tu sĩ đã từng đi qua bên kia hơn nữa tạo hạ huyết nghiệp thương lan giới thoạt nhìn là vì báo thù nhưng tào ngụy biết sự tình tuyệt không phải như vậy đơn giản là cái gì tào ngụy ngưng thanh hỏi hô hấp đều trở nên gấp gáp lên tộc của ta đế giả nói là vì ở ba nghìn châu tìm một vật vì một kiện đồ vật liền muốn khuynh tẩn dị vực đế tộc chi lực kia rốt cuộc là cái gì tạm thời chỉ có thể biết được nhiều như vậy hơn nữa vẫn là từ tộc của ta đế giả suy đoán biết được hơn nữa lúc này đây đã chịu triệu hoáng muốn đi nơi đó, tự hồ cũng có giống nhau cùng chư thiên nội kia đồ vật giống nhau như đúc một khắc kiện. Người nọ nói, nơi đó tự hồ không có pháp tắc ước thúc, cho nên mới sẽ tạm thời từ bỏ chư thiên, đại đế giả trở về khi, thực lực của bọn họ tất nhiên bạo tăng, đến lúc đó, chỉ sợ đế quan có bệnh nhẹ, đế giả làm ta khuyên ngươi mau rời khỏi chư thiên, hồi vùng tấm. Tám đại đế trong tộc đế giả nếu là dốc toàn bộ lực lượng, đế quan căn bản ngăn không được. Tào Ngụy thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, nói, đa tạ báo cho, ta đều có chủ ý. Người nọ thở dài một tiếng, vỗ vỗ tào ngụy bả vai sau xoay người rời đi, thực mau đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Trở lại đế quan sau tàu ngụy thần sắc ngưng trọng, không nói một lời, từ đầu đến cuối đều ở trầm tư. Tư không thắng nhìn dựa ở ghế dài thượng tào ngụy rốt cuộc nhịn không được đứng lên. Tàu ngụy, xảy ra chuyện gì? Tư không thắng ngưng thanh hỏi. Tàu ngụy ngẩng đầu nhìn mắt tư không thắng, do dự thật lâu rốt cuộc mở miệng nói, yêu hoàng tộc người nọ nói cho ta, đế quan có lẽ ở không lâu về sau gặp mặt lâm dị vực đế giả vây công đến lúc đó lấy chúng ta lực lượng chỉ sợ thủ không được một khi đế quan bị phá thượng giới ba nghìn châu phàm nhân giới thậm chí hạ tứ giới đều đem gặp phải thật lớn nguy cơ tư không thắng toàn thân run lên lẩm bẩm nói bên kia đế giả rốt cuộc muốn ra tay sao hiện giờ chưa thiên bởi vì thiên địa pháp tắc tàn khuyết căn bản vô pháp ra đời đế giả dù cho là vô khuyết tru tiên quyết cũng vô pháp làm tư không thắng đột phá kia tầng mỏng giấy cảm giác vô lực nảy lên trong lòng tư không thắng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói, chư thiên thiên địa có thể áp chế dị vực tu sĩ, chúng ta có lẽ thủ trụ. Tào Ngụy chậm rãi lắc đầu, không đành lòng lừa gạt tư không thắng, như thế nói, thiên địa đại đạo đang ở một lần nữa tiến hóa, ở hướng tới vô khuyết mà đi, xuất phát từ tự mình bảo hộ tự nhiên sẽ bài xích có thể ảnh hưởng lớn nói thành hình tồn tại, nhưng đế giả dưới tu sĩ vô pháp tạo thành loại này ảnh hưởng. Cho nên, đế giả quá không tới, nhưng đế giả dưới đế tộc tu sĩ, cũng đủ để nghiền áp ta chờ. Bằng vào hóa thần hải, cái gì đều làm không được. Tư không thắng há miệng, cuối cùng thở dài một tiếng, suy sút ngồi trở về, thần sắc ảm đạm, cúi đầu không nói. Đế quan trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện. Trong điện trầm mặt khi, Tào Ngụy lại một lần mở miệng nói. Yêu cầu đế tộc sở hữu đế giả đồng thời ra tay, kia khó khăn viễn siêu ta chờ tưởng tượng, ta tưởng lúc này đây dị vực thối lui, không cái 10 năm 8 năm là sẽ không ngóc đầu trở lại. Cho nên tại đây đoạn thời gian, tiền bối đại nhưng đánh sâu vào đế cảnh, lấy bảo chư thiên chiến lực tư không thắng nghe vậy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nhưng là hắn thần sắc như cũ không có thả lỏng thành đế nói dễ hơn làm ta tổng cảm giác giữa trời đất này tự hồ thiếu nào đó đồ vật thiếu thành đế cơ hội sao tào ngụy cũng muốn đem tư không thắng mang đi thương lan giới làm hắn mượn bên kia vô khuyết đại đạo thành đế nhưng tư không thắng không phải hắn tào ngụy không rõ ràng lắm tư không thắng có không thừa nhận thương lan giới đại đạo phản vệ tiền bối chỉ cần tận lực phá quan có thể đến nỗi chưa mỗi ngày mà gian khuyết thiếu đồ vật ta sẽ nghĩ cách tào ngụy chậm rãi mở miệng nếu tới rồi bất đắc dĩ nông nổi mang tư không thắng đi thương lan giới bắc một bác đảo cũng không sao tổng so chờ chết hảo tư không thắng hai mắt ánh sao tất lộ thật mạnh gật gật đầu mười năm thời gian vậy là đủ rồi nếu như thế ta về trước yêu môn tào ngụy chậm rãi đứng dậy ngược lại nói chuyện này còn thỉnh tiền bối bảo mật nếu không khả năng khiến cho hỗn loạn tư không thắng gật gật đầu mở ra không gian thông đạo sau nhìn theo tào ngụy rời đi rời đi hóa thần hải sau tào ngụy thúc giục kim hoài bước vài bước bước ra liền về tới yêu môn lúc này yêu môn một mảnh phồn thịnh tào ngụy không cấm mày nhăn lại thở dài một tiếng lúc này đây sau khi trở về tào ngụy không có thấy bất luận cái gì một người xoay người liền tiến vào tinh thần giới bế quan lên sao trời thác hạ cơ như tuyết ba người không cấm thở dài một tiếng chậm rãi rời đi như là bàn vương yêu thương bọn người thần sắc ngưng trọng tào ngụy tuy rằng cái gì cũng chưa nói nhưng tới rồi cái này trình tự sinh linh đã có thể cảm giác đến một ít đồ vật hỗn thiên nghi mặt khác mảnh nhỏ đã có rơi xuống ta tính toán mang tiểu thanh đi tìm, tạm thời rời đi yêu môn. Yêu Thương nói, "Lê sẽ lưu lại giúp ngươi." Bàn Vương gật gật đầu, nhìn theo Yêu Thương rời đi. Chương 776, Lục Đạo Hạ Thiên. Hiện giờ Yêu Môn tuy rằng mặt ngoài Tào Ngụy là thánh chủ, nhưng sở hữu sự vụ đều ở Bàn Vương đám người xử lý hạ tiến hành, Tào Ngụy cơ bản chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi trạng thái, hiện giờ Yêu Môn môn chúng thượng vạn người, 89 phần 10 người liền Tào Ngụy thấy đều không có gặp qua. Yêu Thương rời đi, Tào Ngụy bế quan, nhị người hói đầu ngủ say, sao trời cũng ở đánh sâu vào tiên tôn cảnh, ba vị chủ mẫu hiện giờ cũng đem tâm tư đặt ở tu luyện thường, thậm chí toàn bộ yêu môn con nước lớn đều là không muốn sống tu luyện. Bàn vương thành sở hữu tài nguyên đều giao cho yêu môn, làm yêu môn tu sĩ một đám hưng phấn không thôi. Tào Ngụy bế quan một năm sau, yêu môn lại lần nữa đã xảy ra thật lớn biến hóa, có 13 tòa linh sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, tự nhiên là bàn vương bút tích, này 13 tòa linh sơn được xưng là 13 linh phong, là hiện giờ tuyển ra 13 danh yêu môn trưởng lão nơi ở sao trời, dị người hói đầu, yêu thương, yêu lê, tiểu thanh, còn có về sau thực lực đạt tới tiên kiều cảnh bảy tên tu sĩ, đều trở thành yêu môn trưởng lão. Hiện giờ yêu môn hoàn toàn trở thành ba nghìn châu đệ nhất truyền thừa, thành lập bất quá ngắn ngủn hai tái, cũng đã nghiền ác bách gia tiên môn. Tinh thần giới nội, Tào Ngụy ngồi xếp bằng ở trên mặt đất không chút sức mẻ, mà hắn chính màu nguyên anh lại ở trên hư không trung không ngừng vũ động. Một quyền một trưởng trung mang theo vô lượng uy năng, nhưng phá hư không, lệnh người chấn động. Nếu bàn vương đang ở nơi này, tất nhiên sẽ tâm thần đại chấn. Bởi vì chính mà nguyên anh mỗi chiêu mỗi thức đều bình thường vô cùng, vẫn chưa thêm vào đặc thù năng lực, nhưng sợ có bi năng vẫn như cũ không thể tưởng tượng. giơ tay nhất chân gian, nhưng phá hư không. Một quyền một chưởng, khuỷu tay đánh, chân phát, nguyên anh mỗi cái thân thể bộ vị đều hóa thành đáng sợ giết chóc công cụ, như vậy xem ra so tầm thường linh khí uy lực còn muốn khủng bố. Không biết qua bao lâu, Tào Ngụy hai mắt hơi mở, nguyên anh quy vị đồng thời hắn bản thể cũng bay đi ra ngoài, Tào Ngụy sừng sững trong hư không, quyền nứt hư không, chuẩn toái trời cao, một chân liền có thể đạp toái cự sơn. Đem thân thể tu luyện đến trình độ này đã cực đoan khủng bố, Bạch Y Hạ cơ bắp tuy rằng không rõ ràng, lại mang theo nổ mạnh lực lượng. Suốt một năm, Tào Ngụy đều là tại đây loại trạng thái hạ vượt qua. Rốt cuộc, Tào Ngụy lại lần nữa ngừng lại. Tào Ngụy thở dài một hơi, lộ ra kinh dị chi sắc. Lục đạo kinh hạ thiên quả thực thần dị, thế nhưng là nhằm vào nhân thể tu luyện. Nhân thể sáu bí, đối ứng linh hải, linh đài, kinh mạch, nguyên anh, thân thể, trái tim, đều đã đạt tới chất bay vọt. Tào Ngụy vẻ mặt vui mừng, này một năm thời gian tuy rằng chính mình như cũ là tiên tôn đỉnh, vẫn chưa đặt chân tạo hóa tam cảnh, nhưng hắn thực lực có thể nói là tăng lên gấp đôi có thừa. Linh Hải bị vô hạn mở rộng, Tào Ngụy hiện giờ Linh Hải đã vọng không đến cuối, khổng lồ vô cùng, lưu ly linh lực toàn thân lưu chuyển, đều mau mờ mịt ra ráng màu. Tiếp theo đó là Linh Đài, Nguyên Anh chỗ ở, giờ phút này ổn nếu tiên kim ngắn mũi, đem Nguyên Anh gắt gao bảo hộ trong đó, giống nhau linh hồn công kích căn bản vô pháp hiệu quả, bậc này lực phòng ngự, dù cho là hỗn độn thể thân đến, Tào Ngụy cũng chỉ sẽ cảm giác được một chút áp lực thôi. Không bao giờ sẽ tưởng phía trước giống nhau không hề một trận chiến chi lực. Tuy rằng trước mắt mà nói vẫn như cũ 8 9 phần 10 đánh không lại, nhưng ít nhất có thể đánh đánh. Tào Ngụy sờ sờ cầm, nhìn chính mình Nguyên Anh có chút xuất thân. Cái này Nguyên Anh bất đồng với mặt khác tu sĩ thần hồn, có thể nói là dị biến ra đời, mặt khác tu sĩ Nguyên Anh đều ở nhân đạo kỳ liền cùng thân thể dung hợp, hóa thành thần hồn, nhưng chính mình Nguyên Anh căn bản vô pháp cùng thân thể dung hợp. Quỷ dị thực. Hơn nữa, này Nguyên Anh 10 ngày có cửu thiên là nhắm mắt lại, duy nhất một ngày trợn mắt thời điểm tào ngụy đều không nở nhìn thẳng, thằng nhãi này ánh mắt lạnh băng đạm mạc, rõ ràng là chính mình Nguyên Anh, lại có một loại đáng sợ xa lạ cảm. Tu ra một cái quái vật. Tào Ngụy vuốt cầm nhìn chằm chằm Nguyên Anh, lúc này Nguyên Anh chậm rãi mở hai mắt, cặp kia đạm mạc con ngươi khi thì một mảnh huyết hồng, khi thì hóa thành kim quang lấp lánh, lại đột nhiên chuyển hóa thành lưu ly quan sắc, nhưng cho dù nó như thế nào biến hóa đều không thể thay đổi trong mắt đạm mạc xa lạ cảm vô pháp hủy diệt tào ngụy không cấm thở dài một tiếng thu hồi ánh mắt tuy rằng là lần đầu tiên đương tu sĩ nhưng cái này nguyên anh vẫn là có chút cổ quái may mà cho tới bây giờ nguyên anh còn tính bình thường vẫn chưa xảy ra chuyện tào ngụy cũng lười đến nghĩ lại đem ánh mắt thu hồi sau tào ngụy lại lần nữa nội coi mình thân hướng tới sinh cơ giạt vào trái tim nhìn đi vốn là yếu ớt nội tạng hiện giờ ở lục đạo hạ thiên dưới sự trợ giúp trở nên cường đại vô cùng, Tào Ngụy tin tưởng cho dù là chính mình tự trảm một đao, cũng vô pháp thương đến này trái tim. Đương nhiên tiền đề là không cần tru tiên kiếm. Tào Ngụy trái tim cường hữu lực nhảy lên, màu lam nhạt sao trời ánh sáng khi thì ẩn hiện, rất là thần dị. Nhưng mà nhưng vào lúc này, nguyên bản nhảy lên trái tim đột nhiên đình trệ xuống dưới. Vô cùng đột một đình chỉ nhảy lên, Tào Ngụy sắc mặt biến đổi, chợt thần sắc đại biến. Nima Sao trời tâm không hề nhảy lên, thay thế còn lại là vô số tinh quang nở rộ tự tào ngụy ngực tràn ra một bộ phận dung nhập nguyên anh một khắc bộ phận thế nhưng bay lên trời chiếu rọi ở tinh thần giới trời cao phía trên giây tiếp theo một tiếng thanh thúy rách nát tiếng vang lên tào ngụy trơ mắt nhìn sao trời tan nát cõi lòng thành tinh quang lại bất lực bất quá thực mau tào ngụy liền nhẹ nhàng thở ra thình thịch thình thịch tiếng tim đập lại lần nữa vang lên rách nát nguyên lai chỉ là sao trời tâm chỉ là sao trời tâm làm dựng chính mình cùng tinh thần giới liên hệ người môi giới Đột nhiên biến mất dẫn tới kết quả thế tất là Tào Ngụy mất đi đối tinh thần giới khống chế. Nhưng mà sự tình đều không phải là như thế. Tào Ngụy vẫn như cũ có thể cảm giác đến tinh thần giới tồn tại, nhưng là sao trời tâm lại là đích xác không thấy. Cổ quái. Tào Ngụy lẩm bẩm một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Khi tự sao trời tâm trào ra tinh quang thông thả tụ tập ở tinh thần giới trời cao thượng, dần dần biến ảo, thế nhưng biến thành một cánh cửa tư thái. Mà ở sao trời môn hộ nội, Thế nhưng để lộ ra cổ xưa hơi thở, còn có kia mênh mông vô bờ tinh quang vũ trụ. Này đạo môn hộ, đi thông vực ngoại. Tào Ngụy hai mắt tức khắc nổ bắn ra ra ánh sao, một bước bước ra trực tiếp xuyên qua môn hộ mà đi. Nhưng giây tiếp theo Tào Ngụy liền hối hận. Cửa này hộ ở chính mình vừa mới đi vào một cái chớp mắt liền biến mất, mà giờ phút này Tào Ngụy đang đứng ở một mảnh sao trời hạ, này phiến cổ xưa tinh vực nhìn không thấy cuối, càng miễn bàn như thế nào đi trở về. Tanima, này mẹ nó không phải hố lão tử sao? tà ngụy khí phổi đau mọi nơi nhìn chung quanh một vòng sau hai mắt bỗng nhiên co rụt lại hướng tới phía trước nhìn lại ở chỉ có tinh quang lập lòe trong bóng đêm một cái cổ xưa thần bí từ vô số thật nhỏ tinh quang dựng mà thành cổ lộ chợt hiện lên từ tàu ngụy dưới chân lan tràn mà ra đi thông thấy không rõ hắc ám chỗ sâu trong là sao trời tâm đem chính mình chỉ dẫn tới cái này địa phương hắn là sao trời tháp cùng tinh thần giới căn nguyên cũng là không biết là nào đó thời cổ tồn tại chân chính tinh thần giới tụ hợp một giới chi lực sở hình thành căn nguyên nó ở chỉ dẫn Tàu Ngụy đi trước chỗ nào đó. Nơi đó là nơi nào rõ ràng. Chương 777, sao trời cổ lộ. Tàu Ngụy không có do dự, một bước bước ra, bước lên này sao trời cổ lộ. Chung quanh là mênh mông vô bờ hắc ám, khi thì cùng với tinh quang lập lòe, nhưng tóm lại vẫn là tràn ngập cô quạng, Tàu Ngụy tưởng nhanh hơn tốc độ, lại bất đắc dĩ phát hiện con đường này thường có pháp tắc hạn chế, vô pháp tấp tốc phi độn, bất đắc dĩ chỉ phải đi bộ. Chỉ là cái này tốc độ thật sự là quá chậm, mà trước mắt cổ lộ vẫn như cũ nhìn không thấy cuối, Tào Ngụy chỉ cảm thấy đầu một đại. Này phải đi đến ngày tháng năm nào? Chung quanh đều là vô ngần hắc ám, chỉ có khi thì lập lòe tinh quan nói cho Tào Ngụy nơi này cũng không phải không gian hắc động. Cổ lộ tuy trường tuy xa, nhưng Tào Ngụy tin tưởng chế tạo ra này ngoạn ý người tuyệt đối không phải não nằm liệt, sẽ làm kẻ tới sau vẫn luôn cứ như vậy đi xuống đi. Sớm tại bước lên cổ lộ thời điểm Tào Ngụy liền thúc giục mắt vàng, nhưng là nơi này đều không phải là ảo cảnh, hết thảy đều là chân thật tồn tại. Tào Ngụy nhìn trước mắt phương, cổ lộ rất xa nhìn không tới cuối chung quanh cũng không có đặc biệt rõ ràng biến hóa không có biện pháp chỉ có thể tăng da đầu đi xuống dưới không biết qua bao lâu tào ngụy đột nhiên hai mắt hơi mở lạnh lùng nhìn chăm chú vào từ sao trời lập lòe mà qua một đạo khủng bố bóng người cái này sinh linh hơi thở chi cường thế nhưng lệnh sao trời đều vặn vẹo lên tuy rằng ở tào ngụy bên cạnh người phi độn mà đi chỉ dừng lại một cái chất mắt nhưng tào ngụy vẫn như cũ có thể phán đoán ra cái này sinh linh chính là đế giả chỉ là không biết vì sao tên này đế giả thế nhưng không có chú ý tới tào ngụy xem đều chưa từng hướng tới bên này xem một chút kia phó vô cùng lo lắng bộ dáng tự hồ đang đi tới nào đó cực kỳ quan trọng địa phương tào ngụy vừa đi một bên trầm tư đương kim trên đời tồn tại đế giả địa phương trừ bỏ thương lan giới cũng chỉ có chư thiên vùng cấm nhưng là vùng cấm sinh linh cơ hồ cũng không ra ngoài đi lại tào ngụy càng là chưa bao giờ gặp qua một người đế giả rời đi vùng cấm như vậy vừa rồi từ tào ngụy bên cạnh người gặp thoáng qua đế giả chính là thương lan giới yêu hoàng tộc người nọ nói dị vực đế tộc đã chịu nào đó triệu hoán, yêu cầu tập hợp sở hữu đế giả đi trước chỗ nào đó, nơi đó tất nhiên liền ở phía trước tên này đế giả phi độn mà đi phương hướng. Tào Ngụy không cấm có chút sốt ruột, người khác dựa phi chính mình dựa đi, chỉ sợ nhân gia xong việc rời đi sau chính mình còn chưa đi đến đi. Thật là hố cha. Tào Ngụy thấp giọng mắng một câu, dưới chân tốc độ lại như cũ không nhanh không chậm. Giờ phút này Tào Ngụy hai mắt nở rộ kỳ dị ánh sáng, cũng đúng là cái này nháy mắt, Tào Ngụy tự hồ là nghĩ tới cái gì, thần sắc trở nên vô cùng khó coi đủ để dùng xanh mép tới hình dung triệu hoán thương lan giới đế tộc đế giả nếu là nào đó sinh linh khi nó có phải là vì toàn bộ thương lan giới tu sĩ cấy vào hủy diệt ba nghìn châu tư tưởng lớn nhất độc thủ tào ngụy càng nghĩ càng kinh hãi bởi vì cái này ý tưởng quá mức với đáng sợ có được khống chế rất nhiều đế giả tồn tại khi nó thực lực lại là kiểu gì đáng sợ tào ngụy vô pháp tưởng tượng nếu thực sự có cái loại này tồn tại cao cao áp đảo đế giả phía trên khi nó tồn tại chỉ sợ là sẽ không đã chịu thiên địa đại đạo phản vệ, chỉ là vì sao không buông xuống chư thiên, mà là xúi dục thương lan giới người tới không ngừng thấu quan. Tào Ngụy đáy lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng thực mau, Tào Ngụy trong đầu hiện lên trí tôn điện phủ truyền thừa cổ điện hình ảnh. Những cái đó sống ở ở hai giới chiến trường trí tôn một mạch sở đặt đi ra ngoài truyền thừa cổ điện trung cực ý nghĩa, tự hồ là tiếp dẫn. Tào Ngụy cao mày, càng thêm cảm thấy chính mình bắt đầu tiếp cận cái này chân tướng. Kết hợp phía trước yêu hoàng tộc người nọ theo như lời, Thương Lan giới đế tộc sở dĩ muốn đi vào 3.000 châu, là vì tìm kiếm mổ dạng đồ vật. Nếu thứ này tính chất cùng tiếp dẫn giống nhau, kia hết thảy đều có thể giải thích thông. Cái kia tồn tại vô pháp trực tiếp buông xuống, có lẽ là bị nào đó đồ vật ngăn trở ở, cho nên yêu cầu giấu ở 3.000 châu mổ dạng vật phẩm tới đón dẫn chính mình lướt qua cái kia chướng ngại. Tào Ngụy hoàn toàn tỉnh ngộ, nói ra những lời này thời điểm cả người da đầu đều nổ tung. Tuy rằng chỉ là chính mình suy đoán, nhưng 89 phần 19 là như vậy. Mà đang ở cái này thời khắc mấu chốt, dị vực tìm được cái kia vật phẩm manh mối thời điểm, sao trời tâm lại phát sinh dị biến, tiếp dẫn chính mình đi tới vực ngoại tinh không. Này hết thảy sau lưng tự hồ vận mệnh chú định có một đôi vô hình bàn tay to thao tác. Ta nhiệm vụ, chính là tổ chức dị vực chưa để lấy được kia kiện đồ vật sao. Tào Ngụy nói nhỏ, thần sắc không cấm có chút khó coi. Nếu là chính diện tương đối, chính mình căn bản không hề phần thắng, càng đừng nói ngăn trở. Đây chính là cái hẳn phải chết nhiệm vụ A. Đột nhiên, Tào Ngụy ánh mắt chợt lóe, linh lực nháy mắt trào ra, đem tự thân gắt gao bao vây lên liền vào giờ phút này lại một người thấy không rõ bộ dáng đế giả phi độn mà qua liền ở lướt qua tàu ngụy phía trước hắn thế nhưng hướng tới tàu ngụy nhìn lại đây tàu ngụy trong lòng giật mình cái này xong rồi nhưng mà lệnh tàu ngụy giật mình chính là tên này đế giả chỉ là nhìn tàu ngụy thậm chí với sao trời cổ lộ phương hướng nghi hoặc nhíu nhíu mày chợt nhanh hơn tốc độ phi độn đi xa vòng là đế giả cũng nhìn không thấy sao trời cổ lộ đồng thời cũng nhìn không tới tàu ngụy xây dựng ra con đường này tồn tại thực lực của hắn xa ở đế giả phía trên tào ngụy mày nhăn lại vứt bỏ trong đầu ý tưởng sau đi nhanh hướng phía trước đi đến phía trước phỏng đoán vô cùng có khả năng là thật sự tào ngụy trong lòng không khỏi sinh ra một cổ bất an tới nếu kia chờ tồn tại thật sự bị tiếp dẫn lại đây kia tương lai chưa thiên thật đúng là ứng y tiểu sư phó câu kia loạn thế cần thiết muốn ở cái kia tồn tại buông xuống tiền đề thăng chính mình tu vi tào ngụy đáy lòng thở dài sửa sang lại một phen cảm xúc sau ánh mắt lại lần nữa tráng sáng lên, xuyên qua tới thế giới này thật đúng là lệnh đầu người đại nguyên vốn chỉ muốn làm một viên an an tỉnh tỉnh thảo. Không biết đi rồi bao lâu, Tào Ngụy nhìn phía trước đứt gãy cổ lộ sắc mặt tối sầm, này Ni Ma đi rồi ban ngày mới phát hiện, lộ là đoạn. Sao trời hạ cổ lộ như là bị người bổ ra giống nhau, hoàn toàn đoạn tuyệt. Này còn như thế nào làm? Nhưng mà liền ở Tào Ngụy vô ngữ là lúc, dưới chân cổ lộ đột nhiên bốc lên nổi lên điểm điểm tinh quang, chúng nó hội tụ ở cổ lộ mặt vỡ chỗ, hóa thành một đạo sao trời môn hộ. Tào Ngụy nghĩ nghĩ trực tiếp cất bước đi vào, đến nỗi như thế nào trở về đã không quan trọng, quan trọng là chạy nhanh đi cổ lộ sở chỉ địa phương, nghĩ cách ngăn cản đế giả nhóm âm mưu. Tuy rằng đánh không lại, nhưng cũng có thể võ đấu. Thông qua sao trời môn hộ lúc sau, Tào Ngụy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, chợt một cổ mãn hoang chi khí nghênh diện đánh tới. Cổ xưa, hủ bại, suy bại, tỉnh mịch hơi thở hỗn loạn với cùng nhau, suýt nữa làm Tào Ngụy ngất đi. Tào Ngụy nhịn không được đóng cửa năm thức, nơi này hơi thở cực đại trình độ bệnh dịch tả tự thân cảm giác tồn tại quá cổ xưa không biết là cỡ nào lưu lại đồ vật tào ngụy giờ phút này nơi địa phương là một mảnh hắc ám đại địa nhìn không thấy cuối lọc vào trong tầm mắt có thể đạt được toàn là núi non trùng điệp hết thảy đều không tồn tại chỉ có tràn ngập diệt sạch tĩnh mịch hơi thở màu đen thổ địa lệnh người áp lực không thôi tào ngụy phi thân mà ra lập ở trong hư không đưa mắt nhìn bốn phía đáy lòng chấn động chương bảy cổ giới tà ngụy dừng chân hư không tiếp theo phiến màu đen sơn xuyên mỗi tòa sơn phong thượng đều che kín đao thương vết kiếm một ít khổng lồ cự sơn càng là bị chặt đứt sụp lạc nơi nơi đều là chiến đấu lưu lại dấu vết nhìn thấy ghê người nơi này đã từng phát sinh quá đáng sợ chiến tranh hủy diệt thiên địa tà ngụy nhìn phương xa núi non phi độn đi ra ngoài tốc độ cực nhanh thực mau liền lướt qua ngọn núi ở nghỉ chân đỉnh núi khi một cổ sóng nhiệt che trời lấp đất hướng tới tà ngụy vọt tới phía trước đại địa thượng sinh trưởng vô số xuyên thấu trời cao màu đen hoa sen khổng lồ tứ chi theo thiêu đốt này thượng màu đen ngọn lửa mỏng manh đông đưa. Khi thì có gió to thổi qua, mang theo lây dính ở màu đen hoa sen thượng ngọn lửa nóng cháy hơi thở thổi hướng nơi xa, toàn bộ đại địa thượng giống như gieo trồng hoa sen vườn trồng trọc giống nhau. Như vậy cảnh tượng, Tào Ngụy từng gặp qua. Đó là thật lâu phía trước, ở lần đầu tiên tiếp xúc đến cửu u diễm khi nhìn đến 10 giới tan biến hình ảnh khi, từng có một phương đại giới nội sinh trưởng vô tận hoa sen. Khi thông thiên thanh liên thuần tịnh vô hai, căn bản không giống hiện giờ như vậy, tràn ngập hắc ám bất tường hơi thở đã xảy ra thực đáng sợ sự. Tào Ngụy hít sâu một hơi, phi động mà ra, lướt qua một gốc cây lại một gốc cây màu đen hoa sen, thấy rõ đại địa thượng quan cảnh. Một ít hũ bại thay khô khắp nơi rơi rụng, thi hoành khắp nơi, mỗi một khối thi thể thượng đều tràn ngập nồng đậm hắc ám vật chất, đó là bất đồng với cam hơi thở. Tào Ngụy không cấm trong lòng đại chấn, trừ bỏ cam hắc ám nhất tộc, thế gian này rốt cuộc còn có bao nhiêu như vậy sinh linh? Bọn họ rốt cuộc là thứ gì? Thế nhưng sẽ ăn mòn sinh linh, mang đến vô tận hắc ám như vậy một lần lại một lần mang đến hắc ám náo động, lại là vì cái gì đâu. Tào Ngụy trong lòng cảm xúc phức tạp, ở thật lớn hoa sen trung xuyên qua mà qua, tâm tình càng thêm trầm trọng. Này hoa sen cắm rễ ở trên mảnh đất này từ đầu đến cuối đều chưa từng rời đi, bọn họ đến chết đều ở bảo hộ này phương thiên địa, chỉ là hiện giờ xem ra, bọn họ vẫn là thất bại. Thế giới này bị hắc ám sở bao phủ, không có một cái sinh linh chạy ra sinh thiên. Thảm thiết. Tào Ngụy tốc độ thực mau, nhưng vòng là như thế cũng tiêu phí gần nửa ngày thời gian, lúc này mới rời đi này phiến hoa sen tử địa. Những cái đó ngọn lửa cũng bất quá là tự hoa sen bay lên đằng lên, thi hỏa, vẫn luôn thiêu đốt đến bây giờ, cũng không từng tắt, nhưng là đã không có bất luận tác dụng gì, chỉ biết khiến lòng rung sợ. Xuyên qua khu vực này sau, Tào Ngụy lại thấy được một ít thời cổ bóng người, đều là cốt hài, tàn khuyết không được đầy đủ, mặt mày khả ố, mỗi người bộ dạng bất đồng, tử trạng khác nhau, nhưng đều đã bị hắc ám ăn mòn, hóa thành thây khô sau khi chết vẫn như cũ chưa từng được đến giải thoát. Thi thể bị dừng hình ảnh, năm tháng đều chưa từng ở bọn họ trên người lưu lại dấu vết, những người này tồn tại như là ở chứng kiến nào đó thời đại điêu vong, một cái đại giới hủy diệt. Tào Ngụy trong lòng phức tạp, này đó, tiền bối, di hài phơi thay hoang dã, hắn duỗi tay vung lên, cửu u diễm bay lên mà ra, đón gió bạo trướng, đem phiến đại địa này thường có khả năng nhìn đến sở hữu thi thể tất cả đốt cháy cái sạch sẽ. Lưu lại cho cốt bay xuống với đại địa khe hở nội, quyền cho là trần về trần, thổ về thổ. Vực ngoại đại giới, cùng chư thiên, thương lan giới mà nói lại là như thế nào tồn tại đâu. Nếu hắc ám sẽ lan đến Chư Thiên, kia những năm gần đây lại là bị cái gì ngăn trở đâu? Hay không ở sao trời chỗ sâu trong, có một ít người trấn thủ ở giống như đế quan giống nhau địa phương, bảo hộ Chư Thiên không chịu hắc ám ăn mòn. Tào Ngụy trong lòng thực loạn, hắn lại nghĩ tới hệ thống. Tu vi tới hiện giờ tình trạng này sau Tào Ngụy đã không còn kinh ngạc cảm thán với hệ thống năng lực, cái kia cấp bậc tồn tại xa ở đế giả phía trên. Mà chính mình sở dĩ bị lựa chọn, là bởi vì những người đó cũng không tự tin, cảm thấy vô pháp ứng đối bọn họ sở đối mặt đồ vật sao? Tuy rằng từ đầu đến cuối hệ thống cũng không từng báo cho Tào Ngụy những việc này. Nhưng thông tuệ như Tào Ngụy, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể đoán được. Liền ở Tào Ngụy trầm ngâm là lúc, nơi xa đột nhiên truyền đến vô cùng khủng bố hơi thở, một đạo che trời màu đen cơn lốc cấp tốc thổi tới, ven đường tan biến vô số núi lớn, đem chi sang thành bình địa, nơi đi qua hết thảy đều biến mất. Tào Ngụy trong lòng kinh hãi, trực tiếp trốn vào tinh thần giới, hiểm mà lại hiểm tránh né qua đi. Thẳng đến hắc ám cơn lốc rời xa nơi đây, biến mất ước chừng một canh giờ sau, Tào Ngụy lúc này mới vẻ mặt kinh sợ đi ra. Lấy tiên tôn tu vi hành tẩu ở thần bí tan biến cổ giới nội, một không cẩn thận liền không có. Tào Ngụy cầm quyền, hướng tới cơn lốc thổi tới phương hướng mà đi, đã chuyện ở đây xong rồi sau, cần thiết muốn đánh sâu vào tạo hóa tam cảnh. Thực mau, Tào Ngụy liền ngây dại, sắc mặt tái nhợt nhìn phía trước, chấn động, kích động, thất vọng, các loại cảm xúc đang chéo ở bên nhau. Phía trước là một mảnh cổ kiến trúc đàn, không biết qua bao lâu năm tháng, cung điện gạch ngói đều hữu bại, chỉ còn lại có tàn mái bức tường đổ, mà ở này phiến phế tiếp cuối, một tòa cùng sao trời tháp giống nhau như đúc thật lớn hôi tháp thình lình đứng thẳng. Làm Tào Ngụy sinh ra như thế phức tạp cảm xúc lại không phải tòa tháp này, mà là phủ phục ở tháp hạ chết đi lâu ngày kia đạo nhân ảnh. Cô ngạo. Tào Ngụy nhìn quen thuộc bóng người trong lòng đau xót, tự đăng lâm thượng giới tới nay Tào Ngụy không còn có nghe nói quá cô ngạo tin tức, Tào Ngụy biết cô ngạo tu vi không ở tư không thắng dưới, nhưng lại chưa từng nghĩ đến hắn thế nhưng cũng sẽ phơi thay nơi đây. Này phương bị hắc ám tan biến cổ giới, đó là tinh thần giới sao? không biết vì sao tào ngụy trong mắt chảy xuống một hàng thanh lệ mà phía trước trước sau bao phủ ở tự thân kia cổ sao trời chi lực rốt cuộc vào giờ phút này hoàn toàn tan đi khi chờ cô đơn cảm đột nhiên sinh ra không chịu khống chế sao trời tháp là sao trời của giới tập một giới chi lực hóa thành ở cô ngạo trong trí nhớ sao trời môn rất nhiều tiền nhân ở hắc ám môn xuống phía trước tính cả hắn cùng sao trời tháp đều trục xuất tới rồi phương xa có lẽ ở sao trời trung phiêu bạc khi rơi vào không gian cái khe rớt vào cửu châu đại địa chỉ là năm đó cổ giới duy nhất tồn tại xuống dưới người, chẳng sợ có sao trời tháp bảo hộ hắn chung quy vẫn là chết ở cái này địa phương. Đây là cổ chi kỷ nguyên đại sự kiện, cô ngạo bị sao trời tháp bảo hộ, dù cho không có trường sinh vật chất cũng có thể bỏ lỡ đến nay, chỉ là có chút sự hắn nhớ lầm. Sao trời cổ giới bị hủy căn bản không phải 10 vạn năm trước. Đó là kiểu gì xa xôi việc đã không thể nào khảo chứng, chỉ là cô ngạo đích xác tìm được rồi hắn cố thổ, ở thoát ly sao trời tháp sau, cô ngạo sinh mệnh lực nhanh chóng suy kiệt, tại đây tòa cùng sao trời tháp giống nhau như đúc cổ tháp hạ phục thi, cô ngạo là chết già. Tào Ngụy đi đến cô ngạo trước người, linh thức đảo qua hắn thân thể, vẫn chưa nhận thấy được bất luận cái gì bị thương, trong ngoài huyết nhục đều là một mảnh suy bại, đây là sinh mệnh lực đánh mất dấu hiệu. Cô ngạo đã chết, chết ở cố thổ phía trên, có lẽ cũng là một loại giải thoát đi. Tào Ngụy thở dài một tiếng, đem cô ngạo dương ở cổ tháp hạ, theo sau đưa mắt nhìn bốn phía, tại đây phiến phế tích cuối, Tào Ngụy thấy được một cây nối thẳng phía chân trời khổng lồ hắc trụ tự đại mà lõm hố đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng cắm phía chân trời nhìn xa vô biên đang nghìn nghịp tầng mây đều ở hắc trụ chung quanh quanh quẩn kéo dài không tiêu tan chương 779, hắc trụ tào ngụy ở cổ tháp hạ nghỉ chân thật lâu sau vẫn luôn nhìn chăm chú vào phương xa đại địa thượng hắc trụ qua hồi lâu hắc trụ toàn thân rung lên truyền ra một trận thật lớn chấn vang chấn động hắc trụ quanh thân hư không thế nhưng trống rỗng cuốn lên màu đen cũng bố cân lốc hướng tới bốn phương tám hướng thổi đi tào ngụy nhanh chóng động thân với tinh thần giới nội tránh né màu đen cơn lốc tập kích, chẳng qua trận này cơn lốc ước chừng dằn co hơn một canh giờ, lúc này mới chậm rãi tan đi, cơn lốc tiêu tán sau hắc trụ cũng yên lặng xuống dưới, Tào Ngụy lúc này mới có cơ hội gần gũi đi quan sát nó. Tới gần hắc trụ khi, Tào Ngụy lúc này mới chú ý tới trải rộng hắc trụ thượng kỳ dị ma văn, tràn ngập quỷ dị, bất tường cùng hắc ám ma văn trải rộng nguyên cây hắc trụ, từ lộ ra mặt đất một đoạn thẳng đến nhảy vào tận trời vọng không thấy cuối chỗ cao, nơi nơi đều là rậm rạp ma văn. Tào Ngụy toàn thân bọc lưu ly thần quang, hướng tới hắc trụ chậm rãi đi rồi đi. Hắc trụ thượng ma văn dị thường quỷ dị, rồi lại mang theo nào đó thần bí quy tắc chi lực, hơn nữa có chút ma văn hình dạng cực kỳ giống nào đó sinh linh. Có vỗ cánh sắp bay màu đen đại điểu, cũng có thân hình không biết dài hơn, lại bối thịt tươi cánh cự xà. Này đó sinh linh từ ma văn cấu thành, tuy rằng chỉ có thô rộng đường công, nhưng tào ngụy vẫn như cũ có thể phân rõ bọn họ thân phận. Này đó đều là thượng cổ hồng hoang dị thú, mỗi một đầu dị thú hình thái đều cùng tào ngụy trong trí nhớ những cái đó thần thoại trong truyền thuyết thần ma nhất nhất đối ứng tào ngụy không cấm thần sắc khẽ biến nếu thế gian thực sự có loại này tồn tại khi chúng nó lại sinh hoạt ở nơi nào tào ngụy thần sắc chớp động phi thân dựng lên một tất tất quan vọng hắc trụ thượng ma văn từ nhất phía dưới các loại dị thú đến tào ngụy lần đầu tiên nhìn đến một đầu quỷ dị phượng hoàng cùng với một đầu khổng lồ ngũ trảo kim long khi tào ngụy lúc này mới ý thức được này đó sinh linh tất nhiên là tồn tại quá chẳng qua ma văn điêu khắc quá mức với quỷ dị làm này đó sinh linh đều nhiễm hắc ám, hoặc nhìn lệnh người bất an. Ở cao hơn phương địa phương, ma văn khắc họa trở nên càng thêm đơn giản, trực tiếp biến thành tàu ngụy không nhận biết cổ tự. Này đó màu đen cổ tự quấn quanh ở hắc trụ thượng, trải rộng các nơi. Tàu ngụy mày nhăn lại, trong mắt kim mang chớp động, nhìn chầm chầm này đó cổ tự nhìn lại, trong nháy mắt, cổ xưa phát tắc chi lực hiện hóa mà ra, chiếu rọi ở hắc trụ chung quanh, diễn biến rất nhiều pháp tắc, có không gian chi lực nhộn nhạo, đồng thời hỗn loạn năm tháng lực lượng. Tào Ngụy không cấm có chút chấn động, này đó ma văn thượng thế nhưng ký lục nguyên thủy chư thiên đạo tắc. Trên đời thế nhưng có loại đồ vật này. Tào Ngụy cảm giác đến, khắc trụ thượng đạo tắc đều không phải là cùng tam tài hoa quả giống nhau khắc theo nét vẽ thiên địa pháp tắc hình thành, loại này bộ dáng ma văn đạo tắc hiển nhiên là nhân vi hình thành. Thế giới này thật sự có cường đến đủ để đem chư thiên pháp tắc khắc theo nét vẽ với linh khí nội tuyệt thế tồn tại sao? Tào Ngụy đáy lòng ngạc nhiên, nhưng mà liền tại hạ một cái chớp mắt, Tào Ngụy thần sắc đột nhiên biến đổi, thân hình bạo lui mà đi sớm đã khôi phục bình thường trái tim lần nữa xuất hiện ra cuối cùng một sợi tinh quang chúng nó tự tào ngụy trong cơ thể bay ra chuyển hóa ra khủng bố cảnh tượng một đạo thông thiên hắc môn tự hắc trụ thượng hiện lên mà ra sừng sững trời cao đỉnh ở hắc môn mở rộng ra là lúc cùng cuộn xương đen phun trào mà ra bất quá mấy phút liền bao phủ toàn bộ thiên địa sinh linh đồ tháng các đại tuyệt cường tu sĩ sôi nổi tán thân xương đen bên trong có mặt danh pháp tắc che đậy tào ngụy tuy vô pháp thấy rõ hình ảnh trung đồ vật nhưng vẫn như cũ cảm giác đến cái loại này lệnh người tuyệt vọng hủy diệt hơi thở. Ở tinh quang chiếu rọi hình ảnh sau khi biến mất, một đạo mơ hồ ý chí đột nhiên ở tàu ngụy trong đầu phát ra một đạo thanh âm. Hủy hoại nó. Đừng làm nó tiếp dẫn vài thứ kia lại đây. Thanh âm này dị thường to lớn, chấn tàu ngụy trong ốc một trận nổ vang. Nhưng mà hát trụ gần ngay trước mắt, thanh âm kia đang không ngừng vang lên. Tàu ngụy nháy mắt minh bạch lại đây. Quả thực giống như chính mình suy đoán như vậy, thương lan giới sau lưng tồn tại nếu là muốn buông xuống thế giới này, cần thiết phải bị một thứ gì đó tiếp dẫn, mà này thần bí hắc trụ chính là tiếp dẫn chi vật, chỉ là như thế nào hủy? Tào Ngụy cao mày rút ra tru tiên kiếm đón hắc trụ lực phách mà đi, nhưng mà kiếm quan bắn ở hắc trụ thượng lại chỉ phục ra ra hỏa hoa, hắc trụ không hề tổn hại, liền thần bí tru tiên kiếm đều không làm gì được, này muốn như thế nào hủy? liền ở Tào Ngụy bất đắc dĩ chi tích kia bay lên dựng lên tinh quang lần nữa hội tụ một chỗ, thế nhưng hóa thành một người mơ hồ nữ tử bộ dáng nữ tử màu xanh lơ váy dài bay xuống, màu xanh lơ hoa sen sinh động như thật, chỉ là gương mặt chỗ một mảnh mơ hồ, bị nào đó không biết lực lượng che giấu, vô pháp thấy rõ. Nữ tử một khi xuất hiện, liền thẳng lăng lăng nhìn thông thiên hắc trụ. Sau một hồi, mới truyền đến một tiếng thở dài. Rất nhiều kỷ nguyên chìm nổi, ta chờ chung quy vô lực xoay chuyển trời đất. Nàng chậm rãi giơ tay, đón hắc trụ một chưởng chụp được. Này phiến chết đi nhiều năm cổ giới tức khắc xuất hiện vô tận tinh quang, tự vực ngoại, tự ngầm không ngừng thẩm thấu mà ra, chúng nó tự hồ là ngũ đông nga vô tận năm tháng dựng dục tuyệt thế lực lượng ở nữ tử lòng bàn tay hội tụ hóa thành một đoàn lộng lẫy tinh quang quang đoàn mượn ngươi chi lực nữ tử xoay người nhìn về phía tàu ngụy duỗi tay một chút tàu ngụy toàn thân bỗng nhiên rung lên một cổ dấu ở trong cơ thể thần bí lực lượng bị lôi kéo mà ra khi quen thuộc hơi thở thế nhưng là hệ thống năm đó lưu lại đồ vật tàu ngụy không cấm chấn động nhìn từ chính mình trong thân thể bay ra màu trắng quan đoàn thật lâu vô pháp hoàng hồn hệ thống trời đi khi ở trong cơ thể mình chôn xuống như thế khủng bố lực lượng, mà chính mình thế nhưng không hề phát hiện. Mà hiện giờ này lực lượng bị thần bí nữ tử lôi kéo đi ra ngoài, cùng tinh quang hòa hợp nhất thể, hóa thành đại sát thuật, muốn tan biến thông thiên hắc trụ. Chẳng lẽ hệ thống sớm có tiên đoán, suy đoán đến hôm nay một màn này phát sinh sao? Tào Ngụy chấn động không thôi, nữ tử dưới trưởng quan càng thêm lóa mắt, rốt cuộc ở mổ một khắc hoàn toàn bạo phát đi ra ngoài. Quan đoàn nổ bắn ra mà ra, giống như trời xanh kiếp quan giống nhau anh kích ở hắc trụ phía trên một đạo mênh mông thật lớn nổ vang chấn vang một cổ mãn hoang hơi thở tự hắc trụ thượng phát ra mà ra này trầm tịch thần bí tồn tại rốt cuộc nứt ra rồi một đạo đáng sợ khe hở theo đạo thứ nhất khe hở xuất hiện chậm rạp cái khe nháy mắt trải rộng hắc trụ các nơi theo sau ầm ầm tạc nứt hóa thành bụi mù thế nhưng trống rỗng tạc nứt tiêu tán vô tung vô ảnh khổng lồ nổ mạnh gió lốc mang đến mạnh nhất màu đen cơn lốc nhưng lúc này đây tào ngụy lại chưa cảm thấy nguy hiểm buông xuống nàng kia đứng yên với trong hư không duỗi tay vung lên liền xua tan cơn lốc nơi này lại lần nữa lâm vào yên lặng. Mà giờ phút này Tào Ngụy cũng cảm giác được rõ ràng, ở chính mình trong cơ thể thiếu hụt nào đó đồ vật, tuy rằng sẽ không đối tự thân tạo thành ảnh hưởng, nhưng tổng hội lệnh người mất mát. Nữ tử chậm rãi xoay người, nhìn nơi xa hôi tháp hạ một mảnh tân thổ thở dài một tiếng, nàng cúi đầu nhìn chăm chú vào Tào Ngụy, không nói một lời liền chậm rãi tan đi. Như tinh quang hiện ra, tiêu tán với không. Chỉ là tiếp theo nháy mắt, Tào Ngụy thần sắc bỗng nhiên biến đổi, nhìn không ngừng kinh hiện thật lớn cái khe đại địa sắc mặt khó coi hắn nháy mắt phi thân mà ra, trốn vào tinh thần giới. Này phương cổ xưa thế giới, ở đánh mất che giấu với ngầm tinh quan sau, rốt cuộc muốn sụp đổ. Chương 780, chư đế vây đổ. Ở toàn bộ đại giới sụp đổ trong quá trình, tào ngụy sắc mặt dần dần mất đi huyết sắc, bởi vì ở cực xa vực ngoại tinh không trung, có vô số đạo áp sụp hư không khủng bố hơi thở đang ở cấp tốc tới gần. Đương đạo thứ nhất bóng người hạ xuống anh tám với tinh vực hạ cổ giới cũ mà vẻ mặt âm trầm nhìn chầm trầm tào ngụy nơi hư không khi, tào ngụy biết, dưới loại tình huống này tinh thần giới cũng vô pháp bảo toàn tự thân. Đối phương là đế giả. Tiểu giới quy tắc chi lực, vô pháp che giấu bọn họ đôi mắt. Mà càng làm cho Tào Ngụy đáy lòng trầm xuống lại là tên này đế giả hơi thở. Hắn tuy rằng tận lực thu liễm hơi thở, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác bỏng rác cảm. Đốt tộc đế giả. Này vận khí quả thực kém tới rồi cực điểm. Nơi đây vì sao mà toái, kia vật ở đâu? Đốt tộc đế giả mở miệng, chấn Tào Ngụy khí huyết quay cùng, trong nháy mắt liền bị bức ra tinh thần giới, khóe miệng tràn ra máu tươi, hơi thở nháy mắt quể quải đi xuống. Này đó là đế giả sao? Tào Ngụy trên mặt không hề huyết sắc, ở thật lớn nguy hiểm cho hạ lại cực kỳ trấn định. Ngươi nói chính là nó. Tào Ngụy duỗi tay diễn biến ra hắc trụ hình thái, nhàn nhạt mở miệng. Đốt tộc đế giả hai mắt hiếp lại, Tào Ngụy quả nhiên gặp qua thứ này. Nó ở nơi nào? Đế giả truy vấn, hắn là cái thứ nhất đuổi tới nơi này thương lan giới tu sĩ, nếu có thể bằng vào bản thân chi lực gỡ xuống hắc trụ, khi hắn địa vị đem ở thương lan giới không người có thể với tới. Đáng tiếc, thứ này niên đại xa xăm, tự mình ma diệt. Tào Ngụy lộ ra một bộ tiết hận chi sắc, buông tay. Làm càng. Đế giả giận mắng, Tào Ngụy trong cơ thể tức khắc sụp đổ, nháy mắt bị bị thương nặng. Tào Ngụy hai mắt hiếp lại, xem ra thương lan giới đế giả đối hắc trụ hiểu biết không thể so chính mình nhiều hơn bao nhiêu, cũng không có cố tình tìm hiểu tất yếu. Chỉ là hôm nay chi cục muốn như thế nào đi phá. Đối mặt đế giả, Tào Ngụy trừ bỏ không gian thông đạo trốn chạy, tự hồ không có đệ nhị điều đường ra. Liền ở Tào Ngụy tính toán chuồng mất khi, phương xa sao trời hạ lần nữa hiện lên một tảng lớn khủng bố hơi thở, đốt tộc đế giả nhíu mày, thế nhưng trực tiếp hướng Tào Ngụy ra tay. Một con bàn tay to cách không nhíp tới, liền sắp tới đem bắt lấy Tào Ngụy là lúc, một đạo kiếm quang bỗng nhiên tạp lạc, chặn bàn tay to, theo sau hóa thành một gốc cây yêu hoàng thảo, che ở Tào Ngụy phía trước. Đốc tộc đế giả lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, nhưng có mặt khác đế giả can thiệp, Tào Ngụy cũng bắt không được yêu hoàng thảo bản thể theo sau đuổi tới, đúng là Tào Ngụy lúc trước nhìn thấy quá bốn gã đế giả trung một người. Theo tên này đế giả xuất hiện, mặt khác mấy chục đạo đế giả sôi nổi rơi vào này phiến hư không, Tào Ngụy cả người đều mau bị khổng lồ áp lực nghiền áp thành bánh nhân thịt. Bốn gã yêu hoàng tộc đế giả đem Tào Ngụy hộ ở sau người, Tào Ngụy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cũng đúng là vào lúc này, Tào Ngụy thần sắc không cấm biến đổi, này bốn gã đế giả trung, có một người Tào Ngụy lúc trước vẫn chưa gặp qua, mà ở yêu hoàng tộc chủ điện một khác danh lão đế giả, tự hồ vẫn chưa tới đây tiền bối. Tào Ngụy nhíu mày, nghĩ tới yêu hoàng tộc đế giả đã từng nói qua một ít lời nói. Yêu hoàng tộc đế giả số lượng từ đầu đến cuối đều duy trì ở bốn gã, đây là vì cân đối ở thương lan giới địa vị, chỉ là mỗi khi có thứ năm danh đế giả ra đời khi, sớm nhất thành đế người nọ đem thức tỉnh trong cơ thể huyết mạch, do đó đi trước nơi nào đó không biết nơi. Tên kia lão đế giả, đã rời đi sao? Tào Ngụy ánh mắt lập lè, đáy lòng suy nghĩ muôn vàng. Phức tạp đại thế hạ đến tục cùng cất giấu cái gì, hắn càng thêm muốn biết người này tự tiện xông vào cấm địa, phá hư nơi đây không nói, hơn nữa hủy hoại tính vật, ngươi yêu hoàng tộc thật sự muốn ngỗ nghịch ta chờ. Đốt tộc đế giả mở miệng, đối tàu ngụy sát ý không chút nào che giấu. Yêu hoàng tộc đế giả như mày nói, hắn một người tiên tôn mà thôi, sao có thể làm được? Hừ! Chính ngươi xem! Giờ phút này, một khắc danh không biết là cái bản thể đế giả đi ra, trên tráng thế nhưng sáng lên thổ hoàng sắc mỏng manh ánh sáng. Hắn thế nhưng ở suy đoán nơi đây không lâu trước đây phát sinh quá cảnh tượng. Tào Ngụy sắc mặt khó coi, chỉ vì kia phó hình ảnh chung, duỗi tay tan biến hắc trụ, đều không phải là chính mình chỗ đã thấy thanh y nữ tử, hơn nữa chính mình. Sao có thể? Hai mắt của mình còn có thể lừa chính mình không thành. Tên kia đế giả sở suy đoán hình ảnh sau khi biến mất, Tào Ngụy nháy mắt cảm giác được thương lan giới trừ bỏ yêu hoàng tộc bên ngoài sở hữu đế giả, đều đối chính mình truyền đến không thể che giấu sát ý. Người này trên người có rất nhiều bí mật, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng ta giới khí vận, hôm nay càng là tan biến tính vật, không thể không bắt lấy, cẩn thận nghiên cứu một vài. Một người bọc xương xám đế giả đi ra, lạnh lùng nói, "Yêu hoàng tộc, có thể tưởng tượng rõ ràng." Tào Ngụy trong lòng lột bột một chút, những cái đó đế giả sát ý vô pháp che giấu, hôm nay dù cho có yêu hoàng tộc bốn đế tại đây chỉ sợ chính mình cũng khó có thể chạy ra sinh thiên. Hơn nữa yêu hoàng tộc cũng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Yêu hoàng tộc có quá nhiều bí mật, Tào Ngụy nhưng không nghĩ bởi vì chính mình mà làm cho bọn họ gặp tai nạn. Nghĩ đến đây Tào Ngụy một bước bước ra, lạnh lùng nói, thương lan giới chư đế thật sự thật lớn uy phong, ta vùng cấm một mạch có từng sợ quá ngươi chờ. Nếu không sợ thanh toán, kia liền tới. Giọng nói rơi xuống, tào ngụy toàn thân hơi thở bạo trướng, tinh ma thể ở thông thả chữa khỏi thương thể, chỉ là hiệu quả cực nhỏ, tào ngụy sở dĩ làm như vậy, chỉ là vì đem chính mình cùng yêu hoàng tộc phân rõ giới hạn. Yêu hoàng tộc cùng ta có duyên, nhưng ta chờ chung quy không phải một đường người, bốn vị còn thỉnh thấy rõ chính mình lập trường. Tào ngụy ngữ khí dị thường thanh lãnh, yêu hoàng tộc bốn đế thần sắc bất biến, đáy lòng lại là thầm than một tiếng, này đến bao lớn trái tim, cũng muốn tại đây chờ trường hợp hạ không cho yêu hoàng tộc liên lụy tiến vào. Hoàng kim huyết mạch yêu hoàng tộc hậu nhân, bọn họ như thế nào lại có thể vứt bỏ. Yêu hoàng tộc hết sức huy hoàng khi, chính là thương lan giới tứ phương tới hạ, cho dù mặt khác đế tộc người tới, cũng muốn tôn xưng một tiếng đại nhân. Hôm nay nếu là lùi bước, chẳng phải là bạch bạch làm người chê cười. Vùng cấm truyền nhân cùng tộc của ta đích xác có duyên, huống hồ kia đồ vật bất quá là truyền thuyết thôi, ngươi chờ thật sự ngu muội đến tận đây, tên kia quỷ đồ vật nói yêu hoàng tộc tuổi trẻ nhất một người đế giả khẽ cười nói đường đường đế giả trở thành người khác tay chân thật là buồn cười tào ngụy sắc mặt tối sầm hắn biết yêu hoàng tộc lai lịch bất phàm nhưng này tự tin cũng quá cường đi ha hả kia liền không cần nhiều lời người này hôm nay liền tính là vùng cấm người tới cũng đến lưu lại tên kia sương xám đế giả lại lần nữa mở miệng trong mắt sát ký sậu hiện nhưng mà liền vào giờ phút này một đạo nhẹ nhàng thanh âm hoa phá trường không cùng với một đạo bóng hình xinh đẹp, rơi vào mọi người trong tay. Ta đảo muốn nhìn, này một đời đế tộc có tài đức gì, dám trêu chọc ta vùng cấm truyền nhân. Tào Ngụy trong lòng chấn động, người tới, thế nhưng là Cửu Nhi. Theo Cửu Nhi xuất hiện, này phía sau trời tức khắc tràn ngập khủng bố hữu bại chi lực, từng đạo nhưng bỗng rác đế giả ăn mòn hơi thở tứ tán mà ra, sở hữu đế giả nhịn không được mở ra cấm chế, đem chi ngăn cách đi ra ngoài. Cửu Nhi nhìn Tào Ngụy thở dài một tiếng, truyền âm nói, ta sư tôn để cho ta tới, hắn tính ra ngươi tại nơi đây có hiểm chỉ là đáng tiếc vùng tấm cũng coi như là lại thấy ánh mặt trời